Thoại khác của điện thoại gọi đến từ tỉnh Hải Dương. Quý vị đang theo dõi chương trình Cửa sổ tình yêu. Số điện thoại tổng đài 0243 826 2625 đang chờ quý vị kết nối. Alo, xin chào một khán giả gọi đến từ Hải Dương. Vâng, xin chào ạ. Vâng ạ, câu hỏi của bạn là gì vậy ạ? Vâng, xin chào chương trình, xin chào bác sĩ. Tôi có chút chuyện muốn chia sẻ. Dạ. Tôi năm nay 54 tuổi, cách đây 3 tháng tôi khám ở Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Vâng. Thì bác sĩ cho xét nghiệm âm đạo có khuẩn kỵ khí. Bác sĩ cho uống thuốc 7 ngày vào đặt âm đạo 12 ngày. Vâng. Nhưng sau khi điều trị xong thì tình trạng vẫn vậy. Dịch vâng. âm đạo ra màu vàng rồi màu xanh. Bác sĩ cho tôi hỏi là có phải âm đạo của tôi không khỏi là do HPV gây ra không? Vì mới đây tôi đi khám thì bị nhiễm HPV các tiếp nguy cơ cao, trừ tiếp 16 và 18. Và có thuốc gì diệt được 12 HPV nguy cơ cao không thưa bác sĩ? Rồi, hình như chị viết câu hỏi của mình ra giấy sao nhỉ? Xong là chị đang vâng. đọc. Vâng, viết lọc cho nhanh. Dạ vâng, rất là cảm ơn chị, chị tiết kiệm thời gian cho chương trình quá cơ. Thế bây giờ nếu mà bác sĩ muốn hỏi thêm là chưa viết ra thì có trả lời được không? Trả lời được. Cảm ơn chị đã tin tưởng và gọi đến chương trình Cửa sổ tình yêu của chúng tôi. Thế là vâng. từ cái hôm mà uống thuốc rồi đặt ý, thì là bao nhiêu, đến nay là bao lâu rồi? Cách đây 3 tháng ạ. À, 3 tháng. Thế và hình như là 1 tháng sau là phải đi khám lại. Chị đã đi khám lại ở đâu chưa? À, bác sĩ thì không hẹn khám lại cái âm đạo đấy, mà bác sĩ chỉ hẹn khám lại cái HPV là sau 6 tháng thì đi khám lại để xem có bị ung thư không. À, cái HPV là 6 tháng sau thì đi xét nghiệm lại đúng không? Còn vâng. cái điều trị cho chị về cái viêm rồi là nấm rồi là cái gì đấy thì vâng. là bác sĩ lại không chỉ định là tái khám đúng không? Vâng. Chị thì ở Hải Dương đúng không ạ? Vâng. Lần vừa rồi là chị đi khám ở đâu đấy ạ? Đi khám ở Bệnh viện Phụ sản Trung ương ạ. À, tức là cũng ra Bệnh viện C Hà Nội rồi đúng không ạ? À, Bệnh viện Phụ sản Trung ương ấy. Vâng, rồi ở đường Tràng Thi đúng không? Vâng. À, bây giờ thì bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ tâm sự với chị nhé. Vâng. Vâng, xin chào chị. Vâng, chào chị. Tôi nghe giọng chị rất là lo lắng đúng không? À, vâng, tôi đang lo lắm, đang lo sợ cái HPV. Vâng. Tại vì nghe cái HPV kia rồi ôi, nghĩ mình có khi khéo ung thư của tử cung đến nơi. Đấy, lúc nào cũng lo lắm, đúng chỉ rồi. Sợ là ngày mai kia nó bị. Chị năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ? Vâng, cảm ơn chị, năm nay tôi 54 tuổi ạ. 54, chị còn hành kinh không hay là mãn kinh rồi? À, chị vừa mãn kinh được 1 năm. À, mãn kinh được 1 năm rồi ạ? Vâng. Vâng. Ngoài cái chuyện khó chịu như thế này ấy, thì chị có mắc các cái bệnh gì khác không chị? Chị thì hoàn toàn khỏe mạnh, không mắc một bệnh gì ạ. Không mắc bệnh gì. Chị cao 1m bao nhiêu ạ? Chị cao 1m55, và lọng thì 45 cân. À, thế thì người cũng cân đối thôi chứ cũng không phải là béo quá đúng không? Vâng. Chị hiện nay chị đang làm nghề gì vậy? Chị thì lao động tự do, đi chợ đi bố buôn thúng bán mẹt ấy. À, vâng. Vâng. Chị có nói là chị ra Bệnh viện Phụ sản Trung ương thì bác sĩ xét nghiệm và nói là chị bị nhiễm cái gì nhỉ? Cái gì mà nhiễm có khuẩn, chữ kỵ khí? Nhiễm khuẩn kỵ khí. Nhiễm khuẩn kỵ khí đúng không? Vâng. À. Thế và ban nãy anh Văn có hỏi chị một câu rất là quan trọng, đấy là chị đã tái khám chưa? À. Và bác sĩ cho chị thuốc đặt thì chị về nhà chị tự đặt đúng không? Vâng. À. Hiện nay thì cái tình trạng nó có cải thiện không chị? Không cải thiện. Không à, nhưng mà có một cái chi tiết này, tức là trước đây là mùi nó thối nhưng bây giờ là không còn mùi đấy nữa, nhưng đúng mà rồi. Nó cái dịch thì nó vẫn còn nguyên. Đúng rồi, vâng. Chứ ngoài cái việc mà chị uống thuốc này thì chị phải biết cách vệ sinh của cơ quan sinh dục, đặc biệt là sau khi mình mãn kinh ý. Khi mình mãn vâng. kinh thì cơ thể mình nó sẽ phát sinh ra rất nhiều những cái rắc rối khác do cái estrogen ở trong cơ thể của mình nó giảm đi. Cái thứ hai nữa là cơ quan sinh dục mình rất dễ bị viêm nhiễm do cái vâng. thay đổi cái độ pH của âm đạo, rồi nó thay đổi cái niêm mạc của tử cung, nó thay đổi cả các cái dịch sinh dục, nó không còn được nhiều và tiết ra như trước nữa. Chính vì vâng. thế mà sau cái tuổi tiền mãn kinh và khi mãn kinh thì người phụ nữ thường hay mắc các cái bệnh của cơ quan sinh dục. Không hiểu là xin lỗi là chị còn chồng không ạ? Chị có, chồng vâng. chị rất khỏe. Vâng, và vẫn quan hệ tình dục đúng không? Anh vâng. ấy có được điều trị không ạ chị? Cùng anh ấy có chị. Được điều trị ạ? Có điều trị đúng không? Vâng. Ừ, thế cũng tốt rồi. Bây giờ thì như thế này nhá. Chị có khi chị cũng không cần quay trở lại Bệnh viện Phụ sản Trung ương đâu ạ. Chị vâng. đến bệnh viện sản của Hải Dương rất là tốt. Vâng.
nhé, sản hoặc là sản nhi gì đó, tôi nhớ là có một chữ sản. Thì chị đến đấy của Hải Dương cũng được ạ, rất là tốt. Thì chị kiểm tra lại xem là cái tình trạng của cái chỗ tổn thương của chị nó như thế nào, cái kết quả điều trị nó ra làm sao. Hiện nay thì mùi nó đã được cải thiện rồi nhưng mà cái dịch của nó vẫn còn nhiều, thì có thể chị sẽ phải được tiếp tục điều trị nữa. Và cái lần điều trị này ấy thì phải ra cơ sở y tế, tức là ra trạm y tế phường ấy, hoặc là trạm y tế xã chỗ chị ở ấy, người ta đặt thuốc cho chị. Chị đừng tự đặt ở nhà. Chị đặt ở nhà rồi nó trôi ra hết, sáng dậy nó lại rơi ra ngoài, nó không thấm được sâu vào bên trong ấy, vì do cái tay của mình nó ngắn, cho nên là cái hiệu quả điều trị nó sẽ không tốt nhá. Chị đi kiểm tra lại đi, để bác sĩ sẽ kiểm tra cho chị và đánh giá thêm cái tình trạng của chị, thì người ta sẽ điều trị cho chị, cố gắng điều trị triệt để. Ở tuổi của mình cho chị hỏi cái này đấy. Ví dụ chị muốn bác sĩ đặt cho chị như vậy mà ở bệnh viện Phụ sản Trung ương thì người ta có làm không nhỉ? Chị làm sao có thể đi ra bệnh viện Phụ sản Trung ương hàng ngày được chị? À, chị cũng có nhà trên đấy mà. À thế ạ, vâng, thế thì tốt quá ạ. Chỉ sợ là bệnh viện Phụ sản Trung ương, nếu mà mình mà yêu cầu thì người ta cũng có làm ạ. Người ta điều trị cho chị mà. Chỉ có điều là mình chắc là mình vào bệnh viện Phụ sản Trung ương chỉ để đặt thuốc thôi, thì tôi nghĩ là nó sẽ rất là đông và nó sẽ rất là phức tạp ấy. Chị có thể tìm một cái phòng khám tin cậy nào, hoặc là một cái cơ sở nào ở gần bệnh viện đấy, thì để chị điều trị hàng ngày, nó cũng chỉ thời gian khoảng 7 đến 10 ngày thôi mà. Yeah. Thế còn mình mua thuốc ở đấy nhảy về xong nhờ người ta đặt hộ. Đúng rồi ạ. Cố gắng như thế người ta sẽ theo dõi cho mình luôn. Dạ vâng. Và điều quan trọng là vẫn phải bảo ông ấy đi điều trị cùng chị nhá. Bởi vì nếu mà chỉ mình chị điều trị thì xong lại hai người vẫn quan hệ với nhau thì vô hình chung là bệnh nó sẽ quay vòng tròn nhỉ. Vâng, cảm ơn chương trình nhé. Cảm ơn bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại khác, cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Bắc Ninh. Quý vị đang theo dõi chương trình Cửa sổ tình yêu, số điện thoại tổng đài 0243 826 2625 đang chờ quý vị kết nối. Alo, xin chào một bạn nữ gọi đến Cửa sổ tình yêu từ Bắc Ninh. Bắc Ninh đâu ạ? Dạ, em chào anh ạ. Chào bạn, câu hỏi của bạn là gì? Dạ, câu hỏi của em là em muốn tư vấn về chuyện tình cảm đấy ạ. Thế à, năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, em 37 tuổi ạ. À thế à, thế là có chồng con gì chưa? Dạ em đã ly hôn chồng ạ. Ồ thế à, thế là được mấy cái bé? Dạ em được 3 bé. Ly hôn lâu chưa? Dạ mấy năm rồi ạ. Thế à, thế là năm nay 37 tuổi mà đã ly hôn mấy năm, trong thời gian hôn nhân thì đã có 3 bé rồi đúng không? Thế con gái bây giờ sống với ai? Dạ cháu có 2 bé gái ở với em ạ. Ừ, thế còn bé trai thì bố nó nuôi? Dạ. Ừ, bố nó lấy vợ chưa? Dạ chưa. À thế à, thế mẹ nó có người yêu chưa? Dạ em cũng có quen một anh ở trên mạng. Thế à, gặp nhau chưa? Cũng quen nhau được mấy năm rồi ạ. Thế à, thế gặp nhau thường xuyên không? Dạ có gặp nhau ạ. À, mà thế à? Gặp nhau mọi khi là gặp nhau thường xuyên, xong thì từ năm ngoái đến năm nay là em và anh ấy ở chung với nhau. À, thì anh ấy cũng nói rằng là kiểu anh ấy bỏ vợ rồi ạ. Ừ. Nhưng thì kiểu bọn em ở với nhau thì cũng kiểu như là vợ chồng rồi. Ừ. Thì em có bầu, thì mới đây thì kiểu như là biết là có bầu thì em mới bảo anh ấy là đăng ký kết hôn. Ừ. Thì anh ấy nói là anh ấy đi làm lốt cái công trình này xong thì anh ấy đăng ký kết hôn. Ừ. Xong rồi đến đây mới đây là được cái đợt mới đây này được hơn 3 tháng ấy, em có bầu được hơn 3 tháng. Thì em dục là bây giờ nó kiểu thai to rồi thì phải đăng ký kết hôn. Xong rồi đẻ ra là làm giấy khai sinh không có tên bố. Thì anh ấy cứ vòng vo. Thì em mới vặn hỏi, thành ra là anh ấy mới ly thân vợ thôi chứ chưa ly hôn ạ. Thế à? Đâm ra cảm tưởng em thấy rất sốc. Rồi. Mà bây giờ thì em bảo rằng là nếu em hỏi thẳng anh ấy là tại sao anh không nói thật với em ngay từ đầu. Ừ. Để kiểu như là có hướng giải quyết, thì mình ví dụ như là em biết là nếu mà anh có gia đình vẫn chưa ly hôn vợ thì em không bao giờ em quen biết. Rồi. Bây giờ để nó vỡ lở ra mà cái thai nó to thì đi bỏ thì lại rất nguy hiểm. Rồi. Em hôm trước em cũng nói với anh ấy là bây giờ nếu mà anh còn tình cảm với vợ thì anh quay về với vợ. Ừ, vợ rồi. Con em không giữ. Rồi. Còn nếu mà anh mà đã hết tình cảm với vợ, đã ly thân mấy năm rồi. Ừ. Thì anh phải dứt khoát với vợ thì mới đến với em phải muốn là có một mối quan hệ rõ ràng, chứ không có kiểu như là mập mờ như thế này em không thích. Rồi thì bây giờ tóm lại hai người còn ở với nhau không? Dạ hiện tại thì vẫn ở nhà em đấy ạ. À thế à, anh ấy vác người đến nhà bạn ở đúng không? Vâng.
Thế nhà anh ở đâu có biết không? Dạ em có. Thế là cũng biết cả vợ anh ý. Nhưng mà bây giờ em mới biết là anh ấy vẫn chưa ly hôn vợ mà kiểu rồi. Như là chỉ ly thân thôi ạ. Nhưng mà đúng là anh ấy ly thân thật không? Dạ đúng ạ. Ừ, anh ấy... từ 2 năm nay là anh cứ ở nhà em, chỉ có 1 năm là anh ấy chỉ thì về 1-2 lần thôi, mà Tết anh cũng chỉ về ngày 30 với ngày mùng 1 xong anh lại lên đây ở, chứ anh cũng không ở nhà. Rồi, thế là anh ấy có mấy người con có biết không? Dạ có. À, thế là các con anh ấy ở với mẹ hay ở với ông bà nội? À, con anh ấy thì có một đứa là nó đi trường đá bóng nhà nước nuôi ạ. Ừ. Còn một đứa thì ở với bà nội với mẹ. À, thế còn là mẹ nó, tức là vợ anh ấy thì vẫn đang ở sống với cùng nhà nội đúng không? Vâng, đúng ạ. Rồi. Bạn nhưng đã bao giờ đến thăm nhà chưa? Dạ em chưa. À thế à. Rồi, thế có là nghĩa là anh này anh ấy cũng là kiểu như nói với mẹ với vợ với gia đình là kiểu con vợ chồng con không còn tình cảm, con muốn kiểu như là giải thoát cho nhau để tìm cuộc sống mới. Ừ. Nhưng mà mẹ anh ấy thì bắt rằng là bây giờ vợ chồng không có tình cảm nhưng vẫn phải ở với nhau, kiểu như là sợ bỏ tai tiếng với làng xóm. À, còn anh ấy thích đi đâu đi, quen ai quen, kể cả có con mọi bà cũng không quan tâm, nhưng mà kiểu như là không được bỏ vợ. Rồi. Chán vợ cũng được nhưng không được bỏ. Tất cả những cái điều đó là bạn nghe anh ấy trình bày vậy thôi đúng không? Và vâng anh ấy khi đã trình bày thì nhiều khi nó đã không còn sự thật. Mà cái điều không sự thật đầu tiên đó là việc ly hôn khác hoàn toàn với việc ly thân đúng không? Dạ, và đúng bạn rồi. Cũng cứ tin anh ấy trong bao nhiêu năm nay rằng anh đã ly hôn nhưng hóa ra không phải vậy rồi nhỉ? Anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn xem hướng giải quyết tiếp theo là gì trong khi đó cái thai càng ngày càng to nhá. Dạ. Rồi, xin chào em. Dạ, em chào anh ạ. Hiện nay là mình nuôi 2 đứa con gái, bé dạ. Nhất là các cháu bao nhiêu tuổi? Dạ, bé nhất là cháu học lớp 2 rồi, còn lớn là cháu học cấp 3 rồi ạ. Ui, mình 37 tuổi đúng không? Vâng. Mà con học cấp 3 tức là cũng 16, 17 tuổi. Dạ. Mình lấy chồng 18, 19, đôi mươi hả? Dạ, 21 tuổi em lấy chồng. À, thế hả? Ừ, vâng. Rồi. Xong rồi ở nhà bà ngoại à? Không, em mua đất em làm nhà riêng, có nghĩa là em mua đất mấy tỷ rồi, rồi xong ôi. Em cũng làm... Cái nhà của em là cũng mới làm xong từ năm ngoái là cũng làm hơn 2 tỷ rồi. Đấy khổ, mình giỏi giang, mình mua được đất, mình làm được nhà. Thì chồng mình không ở, con trai mình không ở. Bây giờ mình đưa một cái thằng khác ất ơ về. Nó có vợ rồi nhưng mà nó chán, nó muốn là nó đi làm, nó đổi món trong nơi. Mình xin lỗi nói các cụ là cơm no bò cưỡi. Thật ra thì mình đang là cái người thiếu thốn tình cảm sau ly hôn. Người phụ nữ một nách nuôi 2 con nó cũng trông chênh. Chắc gặp ông này cũng sạch sẽ sáng sủa. Chứ ông lại khéo nói hơn là ông chồng cũ đúng không? Cho nên là mình cũng tin. Vâng ạ. Riêng cái đoạn mà nói dối có vợ mà nói dối rằng là ly thân hay ly hôn xong rồi đến đây ở xong rồi. Sống như vợ chồng có con với nhau mà chưa bao giờ đưa người yêu về. Và mình thì cũng không tìm hiểu lai lịch gốc tích, chỉ nghe thôi. Thì ở đây trường hợp cả 2 bạn đã lớn tuổi rồi nhưng đều đáng trách. Bởi vì chúng ta coi cái chuyện này nó đơn giản, nó nhẹ nhàng quá. Đời nó phải có những bài học, nó phải đi vào tận... tìm hiểu đến tận ngọn nguồn nông sâu mà còn bị lừa huống chi như nhà. Nhưng thôi bây giờ thế này, thai mấy tháng? Dạ 4 tháng ạ. Mình dự định thế nào? Nếu như trường hợp ông ấy bảo rằng là anh thì anh không bỏ vợ anh được, nhưng anh cũng không bỏ em, và anh muốn em giữ con lại, và anh có trách nhiệm, thì mình có đồng ý không? Em không đồng ý ạ. Thế thì em bảo rằng là... nếu trường hợp anh ấy không, anh nói rằng vợ con anh không có lỗi gì, chỉ có là hơi nhạt thôi. Hiện nay là vợ anh đang ở nhà nuôi mẹ chồng, tức là nuôi mẹ anh ấy và nuôi các con của anh ấy. Anh không nỡ bỏ con anh ấy. Em chỉ là cái người mà anh thương, anh quý thôi. Mình có để lại con không? Dạ không. Em cũng nói với anh ấy rằng là bây giờ em cho anh phương án lựa chọn là anh nếu mà chọn vợ anh thì em sẽ anh đưa em đi giải quyết. Còn nếu mà anh chọn em thì anh phải về giải quyết với vợ. Đừng còn như em thế, không muốn... mình là người chọn đi đời mình mà. Mình phụ nữ mà. Cho nên mình thì sao lại đi trông vào một cái ông mà ông đang có vợ, có con, có gia đình. Để ông lựa chọn là làm sao. Ngộ nhau ông lại một lần nữa ông ấy nói theo giọng ngọt ngào là thôi thì cứ để đấy, để anh tính dần. Thế tháng sau thì như là phát hiện là vợ bị bệnh não cho nên anh chưa nỡ để ly hôn. Tháng sau thì vợ anh lại chuyển sang ung thư giai đoạn 1. Thế xong đến lúc mình bụng to phá chả được, mình đẻ con rồi quay lại là anh không bỏ con vợ anh.
Thế thì mình làm sao? Cho nên mình bây giờ mình cứ đặt hoàn cảnh này. Giả sử như đây mình gặp vào một cú lừa, người ta thương mình, người ta chỉ muốn ở với mình thôi, chứ còn thì người ta vẫn duy trì vợ con người ta, thì mình có để trở thành người mẹ đơn thân không bố để nuôi con không? Nếu có, chốt thì đẻ thôi, nó là con của mình. Thế còn nếu mà lại cứ trông đợi đắn đo thì mình không khác gì là con cá nằm trên thớt, thì phải cố mà dẫy ra khỏi thớt chứ lại cứ nằm trong cho đến bao giờ nó chém mình à, đúng không? Nhớ là phụ nữ đến tuổi này rồi, mình kiếm được tiền rồi, mình mạnh mẽ lên, đời còn dài dai còn nhiều, không có tiền mới chết. Mình cũng đã từng có chồng, mình cũng nách ba con, cả gái có, trai có. Bây giờ tập trung vào làm mà ăn, xây dựng sức khỏe đi. Quý mến ai thì phải quý mến đàng hoàng, không bao giờ dây về những người đang có gia đình và hoàn cảnh phức tạp. Để đời mình đã vất vả rồi, bây giờ nó lại trông chênh nữa nhá. Kiểu mình có thích quý một ai đó mà người ta ly hôn đàng hoàng thì cũng cứ ở với nhau đã, rồi còn cái chuyện kết hôn thì không còn tính sau. Kể cả một chàng trai nào đó mà chưa có vợ mà nó thấy nó thương mình, nó quý mình, ừ thì cứ biết thế, quý thì cứ quý, thương quý thương, nhưng mà để tiến xa hơn cũng còn cân nhắc đó nhá. Không bao giờ dây những cái vụ nào phức tạp và liên quan đến pháp luật, mệt lắm. Và mình thì bây giờ nước cho đến chân rồi, mình phải là người tự lựa chọn phương án quyết định đời mình. Nếu mà quyết tâm để là thôi, phá thì cũng tội, con cũng 3 tháng, 4 tháng, 5 tháng rồi. Thôi thì mình đẻ con, kể trường hợp xấu nhất là ông sợ quá, ông bỏ chạy, ông không bao giờ ông đến nữa, thì mình nhờ ông bà ngoại hỗ trợ thời gian đầu mình nuôi con. Vậy là thêm con, thêm của, hoặc là mất của thì biết, nhưng mà thôi, nó là cái duyên. Còn nếu không, nghĩ rằng là mình không thể là cái người mà để một cuộc hôn nhân trước thì ly hôn đổ gãy, cuộc hôn nhân sau là bị lừa, rồi mình mới 37 mình lại còn đi bước nữa. Nếu mà đợt này mà không giải quyết thành công thì sẽ đóng cái cánh cửa của mình để bước tiếp theo nữa đấy nhá. Mình cứ lằng nhằng với một cái ông mà con dô cũng tiếc con giết cũng muốn là chết rồi. Bạn nên hiểu rằng anh ý đã lừa bạn trong 2 năm nay rồi. Đâm ra cái chuyện anh ý hứa hẹn thời gian để anh ấy giải quyết việc gia đình trong thời gian tiếp theo thì chắc chắn là không thành công đâu. Cuộc đời mình phải tự quyết nhé bạn nhé. Dạ. Chào bạn, chúc bạn luôn luôn gặp nhiều điều may mắn và hạnh phúc. Cảm ơn chuyên gia tâm lập Đinh Đoàn. Quý vị khán thính giả thân mến, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Quảng Trị. Quý vị đang theo dõi chương trình Cửa sổ tình yêu, số điện thoại tổng đài 0243 826 2625 đang chờ quý vị kết nối. Alo, xin chào một khán giả gọi đến từ Quảng Trị. Quảng Trị em đâu ạ? Dạ, em đây ạ. Tôi đang nghe đây. Dạ, em xin hỏi các anh chị là em có đứa cháu năm nay 16 tuổi mà cháu là bị cháu mời tâm sự về em là cháu... Là nói là cái cầu nhỏ của cháu là cứ lâu nay cứ hay cứng cứng lên. Em mới nói là thế thì đến tuổi dậy thì nó cứng lên, thế thì bình thường thôi, có gì ba chúc mừng con. Thế nhưng mà nó nói là nó bị từ lâu rồi. Từ khi nó học lớp 6 kia. Đây là cháu nội cháu ngoại của chị đấy. Dạ, cháu ngoại ấy nhỉ. À, thế là cháu ngoại ở với bà. Dạ. Thế bà, bố mẹ nó đâu? Dạ, bố mẹ cũng là ở đó, nhưng mà nói, ba mẹ nói là thế thì cháu hỏi ba cháu ấy, nhưng mà nó nói nó ngại quá, nó không dám hỏi rồi. Ba mà hỏi hẳn bà ngoại cơ cho nó cấp cao hơn đúng không? Thì bà ngoại là có đông con nhiều cháu chưa? Dạ không, bà ngoại ba đứa cháu ngoài. Ba đứa cháu ngoại. Thế là ngày xưa là bà ngoại được mấy người con? Dạ hai người con gái vậy nhỉ. À, tức là ông chưa nuôi cậu nào ở 14 tuổi như thế. Chưa nuôi cậu nào nên là cũng vùng. Cũng vùng. Chứ nếu mà nuôi rồi thì chỉ biết là ngay từ lúc 2 tuổi có khi nó đã ngỏng luôn suốt cả đêm rồi nhá. Còn bây giờ mà 14 tuổi mà nó lại còn không có cái chuyện đó xảy ra mới là điều đáng lo ngại. Bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ chia sẻ với chị để chị yên tâm hơn. Xin chào. Xin mời bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Vâng, xin chào chị ạ. Dạ, em chào chị Hải ạ. Bà ngoại rất là đáng yêu. Mà con phải tin cậy lắm ý, thì nó mới tâm sự với bà ngoại những chuyện đấy đúng không? Trong khi ba mẹ nó thì nó lại ngại, nó không nói gì mà nó lại nói những chuyện như thế với bà ngoại. Chị ơi, thế cháu nó trông bên ngoài nó hoàn toàn bình thường đúng không chị? Dạ, bên ngoài nó thì bình thường. Nó cao 1 mét bao nhiêu ạ? Dạ, cao 1 mét, gần 1 mét 8 rồi, cỡ 1 mét 8 á. Vâng, thế nó nặng bao nhiêu cân hả chị?
Dạ cỡ em 6 lắm 70 cân ạ. Vâng ạ. Thế thì con có ngoài học thì con có tham gia các cái hoạt động thể thao gì không? Dạ cháu nó cũng thỉnh thoảng là cháu nó cũng say bóng cầu lông. À chơi cầu lông. Chuyên thì thỉnh thoảng mới chơi thôi. Vâng, tốt quá. Vâng. Dạ. Con học lớp mấy rồi ạ? Dạ con học lớp 10 nhưng mà nó học ở bên văn hóa thì nó học chậm gì cả. Vâng, tại sao ạ? Dạ nó hồi nhỏ nó hay đau quá. Vâng. À, thế là nó học không biết sao rồi hay đau rồi hay sốt nữa rồi cũng có lên cơn co giật. À thế là em ra cũng... nó cũng hơi nghỉ một tí đúng không? Dạ. Vâng. Em cháu đi khắp nơi, đi bệnh viện khắp nơi thì sau đó thì nó cũng bình thường nhưng mà cái học nó là giống nó học không vào á. Vâng, tức là hiện nay thì anh ấy học là nó cũng không được như là mong muốn lắm. Vâng. Dạ dạ. Khi nào có điều kiện để em sẽ tâm sự riêng với chương trình sau nhưng bây giờ chắc em hỏi cái này trước đã. Con có nói với chị là thỉnh thoảng con dương vật của con nó lại cương lên đúng không? Dạ không, nó nói là nó cương lên thường xuyên như thế. Mà em cũng là nói thế thì em con ngồi gần bạn gái không nói không bình thường ngồi chơi game hay là ngồi làm bất kể việc gì là nó cũng cứ lên như thế làm rất là khó chịu và tức khó chịu lắm. À thế và rồi là nó chơi hay là nó xem nó chơi game hay nó xem điện thoại là nó thường nằm úp xuống. Vâng. Để cho nó khỏi vướng víu ạ. Rồi nó lại được cứ bình thường không có việc gì nó cũng cứ lên như thế. Vâng. Rồi cái đợt rét là nó cứ chui vào nó ngủ với bà ngoài không cho bắt nó ngủ riêng ra thì nó cứ chui vào nó ngủ thì nó ngủ bình thường thế nó không gì hết nhưng mà bà nói lớn rồi ra ngoài ngủ riêng thì đừng có ngủ với bà. Vâng. Thế là nó cho nó ngủ với cho ấm thì mày tỉ tê là mày tâm sự đấy. Vâng. Yeah. Thực ra là anh ấy hoàn toàn bình thường chị ạ. Yeah. Vâng. Nó đang ở trong cái giai đoạn mà hoạt động của cơ quan sinh dục nó đang phát triển rất là mạnh. Tuy nhiên thì con cũng thứ nhất là con cái về trí tuệ của con nó cũng hơi 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 chậm một chút so với cả các cái bạn thông thường. Chính vì thế là cái hiểu biết, đặc biệt là cái mà người ta gọi là quản lý cái cảm xúc của mình, hay nói cách khác tức là mình quản lý cái những cái ham muốn, những cái hưng phấn của anh chàng này là khó khăn hơn so với các bạn khác một chút. Vì thế là khi là nó cứ lên là nó lên thôi. Hoặc là khi con chơi hay là đặc biệt là con bây giờ lại còn xem mạng này rồi con lại vào các cái trang web sách hoặc là xem những cái hình ảnh hay thậm chí là con chỉ cần đọc những cái câu chuyện mà nó gọi mình như chị em mình gọi ngày xưa gọi là ướt át một chút ấy ạ. Hoặc là những cái mà nó có yếu tố kích thích một tí thì có thể là con cũng đã cương cứng cơ quan sinh dục rồi. Bây giờ thì tôi nghĩ là như thế này, thứ nhất con vẫn là đàn ông bình thường, mình không có phải lo quá, mà cái chính của chị bây giờ là sợ đàn ông quá đúng không? Em lo lại đi ra ngoài đường lo chứ. Vâng đúng rồi, xong rồi nó lại như thế rồi nó ra nó lại không kiểm soát được rồi nó lại nhỡ nó lại xâm hại ai hay là nó gây ra những cái hành vi gì đấy thì chị rất là lo lắng đúng không ạ? Bây giờ thì có lẽ là chị nói xem thử xem là mẹ nó xem là có mua quần xịt cho nó mặc không? Có mặc rồi, mặc lâu nay rồi. Vâng, thế thì yên tâm rồi ạ. Thế chủ yếu là của anh này là bây giờ là cố gắng nói chuyện với ba nó để ba nó nói chuyện với nó về những cái vấn đề như thế, rồi hướng cho nó các cái hoạt động khác ngoài cái việc cho nó quá nhiều thời gian rảnh rỗi để cho nó truy cập hoặc là nó xem những cái mà nó có yếu tố kích thích thì nó bị như vậy thôi. Chứ còn nếu mà nó bận rộn hơn, nó có hướng về các cái hoạt động thể thao rồi là tham gia các cái hoạt động khác thì nó sẽ giảm dần cái sự chú ý, sự tập trung của nó vào cái đấy thì nó sẽ ổn định dần chị ạ. Chứ còn tôi cũng chưa nghĩ đến cái vấn đề bệnh lý gì ở cái cháu của chị đâu. Thế là bà ngoại yên tâm hơn rồi chưa? Dạ em yên tâm rồi, em cảm ơn cả anh chị. Cảm ơn bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Quý vị đang theo dõi chương trình Cửa sổ tình yêu. Số điện thoại tổng đài 0243 826 2625 đang chờ quý vị kết nối. Dạ em chào chương trình ạ. Dạ vâng chào bạn, câu hỏi của bạn là gì vậy? Dạ em ở Hưng Yên ạ, 40 tuổi ạ. Chồng em 46 ạ. Thì em được hai cháu rồi, một cháu học cấp 1, một cháu học cấp 2. Rồi. Thì vợ chồng em đều là công nhân nhưng mà tiền bạc mỗi lần làm về thì chồng em lại không đưa cho vợ ấy ạ. Trong khi đó em là người trụ cột gia đình, là lo kinh tế.
Vợ chồng em thì hiện có hai cháu ạ. Một cháu học cấp 1, cháu lên cấp 2 rồi ạ. Rồi. Vâng, em thì đều là công nhân, hồi chồng em đều là công nhân cả. Nhưng rồi. Mà kinh tế gia đình thì chủ yếu là em lo hết ạ. Rồi. Nhưng mà chồng em thì lại không phụ cấp cho em, chỉ đóng học cho một bé thôi. Rồi. Còn ngoài ra là sinh hoạt tiền mọi cái thì đều là em lo hết. Rồi. Thì thời gian này thì em có vợ chồng em nói chung là cử cãi nhau á. Ừ. Thì anh ấy bỏ đi ạ. Rồi. Và không liên lạc lại với lại mẹ con em nữa ạ. Rồi, anh ấy bỏ đi lâu chưa? Bạn biết anh ấy đi đâu không? Anh ấy bỏ đi được 4-5 tháng rồi ạ, mà anh ấy không nói là đi đâu ạ. Và bạn không có nhu cầu tìm hiểu xem anh ấy đang ở đâu à? Dạ, em có tìm hiểu mà không ai biết ạ. Rồi, các con lớn chưa? Dạ, con được cấp 1, cấp 2 rồi ạ. Rồi, có bao giờ bố nó gọi về cho các con không? Không ạ, cũng không luôn ạ. Tức là biệt tâm tích luôn, coi như là mất tích, đúng không? Vâng, vâng, vâng. Bạn có liên lạc với nhà chồng bạn không? Tức là nhà nội của các con bạn ấy? Dạ có nhưng mà bên nội cũng không biết ạ. Tức là ông bà nội không biết con trai của ông bà đi đâu hết? Dạ không ạ, tại ông không nói ạ. Rồi, thế bây giờ bạn mong muốn điều gì ở chương trình? Đi tìm hộ bạn à? Thực sự là em đang phân vân 50-50, một phần là em muốn ly hôn ạ. Một phần là em cũng muốn tìm anh ấy về để cho có con của cha có thế vậy ạ. Tóm lại là một là ly hôn để đi bước nữa đúng không? Cho nó rảnh rang. Bởi vì là trong cả cái quãng thời gian sống với nhau như thế, anh ấy chả chăm lo được cuộc sống gia đình của nhà mình đúng không? Vâng. Thôi không ly hôn được thì thôi tìm về để gọi là có chồng, vẫn là có chồng đúng không? Để có các con có bố đúng không? Vâng. Nhưng mà tìm thì bạn chưa lập phương án đi tìm ở đâu đúng không? Dạ chưa ạ. Anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé. Dạ em cảm ơn ạ. Rồi chào em. Dạ vâng anh em trai anh ạ. Tức là từ trước đến nay là ông ấy không đóng góp bất cứ một cái đồng tiền bát gạo nào nuôi con của mình lo hết đúng không? Ừ, không, trước làm ăn được thì hai vợ chồng cùng làm ấy. Thì anh nghĩ nói chung là kinh tế chung. Nhưng mà từ khi mà tách riêng ra hai vợ chồng làm mỗi người một việc ấy ạ. Thì anh ấy không có đưa cái lương bổng cho em lo cho gia đình, mà anh ấy thừa biết là kinh tế gia đình là em từ A tới Z là một mình em, anh không bận tâm luôn. Rồi, nhưng mà anh ấy đi về là vẫn cơm dẻo canh ngọt cũng được ăn, vâng, được uống. Vâng, vâng, vẫn cơm nước bình thường ạ. Và mình thì cũng không có nhắc nhở là bố không đưa tiền thì ngày mai là nhà mình nhịn đấy, có nói không? Có ạ. Và ông ấy có vẫn cứ coi như không nghe thấy. Rồi. Im như thế rồi thôi ạ. Em đánh giá ông ấy có phải là người có vấn đề gì mà tâm lý tinh thần gì không hay là người khôn ngoan? Ông ấy tâm lý thì nói chung là nó không được mạnh mẽ, nhu nhược lắm ạ. Rồi, tức là không phải đến nỗi đi lạc, không tìm được đường về đúng không? Đúng rồi, vẫn nói chung là khôn. Khôn gọi là khôn trong nhà. Khôn, biết giữ tiền của mình và ăn cơm vợ và không đưa tiền, biết ăn quỵt. Chính xác, tức là mọi cách là cứ moi tiền của vợ thôi. Nhưng mà tiền của mình thì nhiều khi có là cứ tìm mọi cách để giấu. Rồi. Có khi là em, nhiều khi em cũng kiểm tra, ví dụ như là ví bóp có tiền, nhưng mà em không có lấy. Em vẫn muốn là anh ấy tự đưa cho em cơ. Cái đấy thì nó là cái tiểu tiết, nhưng mà rút kinh nghiệm còn có lần sau thì tiền của vợ là của chồng, mình nuôi con, mình không lấy trộm tiền của chồng để mình đi đánh cờ, đánh bạc hay là mua sắm cái gì riêng cho mình. Thấy tiền của chồng trong ví cứ lột, nói như nhân là cứ tịch thu, xung vào công quỹ, lấy tiền để mua gạo, mua dầu nha. Tháng này là phụ trội rồi còn thiếu còn nợ, không lẽ ông lại kêu ca gì. Cho nên là cũng một phần là mình chiều ông ấy quá. Thế cái hôm cãi nhau ấy có to lắm không mà tự nhiên ông bỏ đi? Cãi nhau là vì thế này này, anh ấy, nói chung là bọn em cũng đang ở nhà trọ đấy ạ. Thì hàng tháng thì em bảo là anh ấy chu cấp tiền để cho em tiền nhà các thứ thì anh cũng không có. Thì em tức quá thì bọn em nói chung là cũng cãi nhau qua lại như mọi khi thôi ạ. Bình thường như mọi khi thôi ạ. Thế xong rồi là tự nhiên thấy đi quần áo cũng mang đi hay là đi hôm ấy là đi ra tay không? Không, có mang quần áo đi một ít ạ. Và ly ba lô là đi hẳn luôn. Có ạ. Không biết đi đâu, nhà nội không biết, bản thân mình tìm các thứ không biết, chủ động anh không liên lạc về với các con đúng không? Thế sau đấy khi bố nó đi rồi thì mấy mẹ con mới dọn về ở nhà ngoại đúng không? Vâng ạ. Bây giờ là đang ở nhà ngoại yên ổn đúng không? Vâng ạ. Từ trước giờ là mình chưa bao giờ có nhà. Chưa ạ. Toàn ở nhà thuê vậy thôi.
Vâng. Ông bà nội ở xa không? Dạ, ông bà nội cũng xa ạ. Khác tỉnh đúng không? Dạ vâng ạ. Ừ, mình đang ở Hưng Yên à? Ừ. Vâng. Thôi thế này, bởi vì vâng, ông ấy từ trước đến giờ ở nhà có cũng như không, cũng có đóng góp gì đâu. Vâng. Bây giờ lúc này thì mình không thể đuổi được con chim bay trên trời. Con vâng, chim muốn đỗ thì nó quay về, chứ còn mình tìm ở đâu. Tôi muốn ban nãy tôi mới hỏi trêu bạn rằng anh có bị kiểu dạng là mất trí hay là lạc vâng, không, thì mới vâng, nhờ các cơ quan báo chí với này đăng lên vâng, Facebook là tìm chồng lạc. Chồng vâng, tôi 42 tuổi bỏ nhà ra đi ngày ấy ngày nọ, lúc đi vâng, mặt ngẩn ngơ thế này rồi thế kia. Vâng. Nhưng mà anh ở đây là người khôn ngoan, đi quá là chủ khôn động. Luôn à? Ừ. Khôn ngoan ừ, đi một cách chủ động thì có thể vâng, là để giải tỏa bức xúc, biết đâu lại vào các tỉnh miền Nam đang làm khu công nghiệp kiếm ăn, biết đâu vâng, lại có khi còn có ai đó đang kêu mang nuôi anh ấy, ví dụ như vâng, vậy. Vâng. Mà anh ấy không muốn về, mà khi một người đã không chủ động liên lạc với vợ, với con, nghĩa là người ta không muốn, kể cả vâng, đến con cũng không quý, không thương, không có. Có những người là gọi điện về nói chuyện riêng với con, gọi điện cho vâng, bà nội nói rằng là nhắc bà đưa điện thoại cho cháu hay vân vân, tức là có cách nào đấy để liên lạc với con, có thể giận vâng, vợ nhưng không thể bỏ con. Nhưng đây anh ấy 2 tháng vâng, rồi, 2 tháng rồi đúng không? 4 tháng ạ. Ôi 4 tháng nay sắp công bố mất tích được rồi. Thế thì coi vâng, như kệ anh ấy đi, việc của mình vâng, bây giờ là gìn giữ sức khỏe, duy trì cái vâng, cái việc đi làm, vẫn đi làm công ty đúng không? Vâng, vâng ừ, em vẫn làm ạ. Lương thì chắc là cũng không cao nhưng mà vâng, cũng đủ trang trải cho các con, vì trước vâng, từ trước nay vẫn thế mà đúng không? Vâng, vâng. Bây giờ mình cũng đã quen cái việc nuôi con của mình rồi, bây giờ vẫn vâng, cứ thế thôi. Mình không phải lùng sục, mình không nghĩ đến chuyện kể cả có ly hôn thì cũng chưa ly hôn được vắng mặt anh lúc này. Vâng. Mà muốn nối lại thì cũng chẳng có mà nối người đâu mà nối, đúng không? Vâng, vâng. Thế vâng, thì việc của mình đó chính là chờ đợi thời gian. Anh ấy đi, anh ấy chán, anh lang thang, anh thấy không đâu bằng nhà, rồi anh sẽ mon men anh quay trở về. Vâng. Thế còn thì nếu như anh cứ đi biển biệt, đây đặt cái tình huống rất xấu là vâng, một năm mà không ai biết anh ở đâu, thì vâng, bạn hoàn toàn có quyền nhờ các cơ quan tư pháp, các vâng, phương tiện thông tin đại chúng thông báo một lần thứ nhất là vâng, tìm người thân. Vâng. Anh Nguyễn Văn Hoàng 45 tuổi vâng, bỏ nhà ra đi từ đấy nay, từ một năm nay không có tin tức gì, nay anh ở đâu thì quay trở lại để giải quyết vâng, việc gia đình, ví dụ như vậy vâng ạ. Thông báo vâng, lần một, thông báo lần hai, sau hai lần mà thông báo ở trên các phương tiện thông tin đại chúng, ví dụ như vâng, mình có thể nhờ đài phát thanh truyền hình của tỉnh hay là vân vân vâng, hoặc là trên báo, những báo mà nó có cái tính chất là phổ biến, nó rộng ấy, chứ không vâng, phải báo tỉnh, rồi biết đâu anh ở tỉnh khác anh chả đọc được báo. Ai biết chồng tôi như thế nhờ đâu thì mách cho tôi cái số điện thoại này. Được. Sau 2-3 lần mà ông không về thì mình có coi như ông là mất tích. Thì cái đấy được, mà mình có muốn ly hôn thì tòa người ta có thể xử ly hôn theo kiểu ly hôn với người mất tích mà. Vâng. Thỉnh thoảng mình vẫn nghe trên đài thấy rằng là anh ấy mà không về thì đúng ngày 25 tháng 9 là tòa xử lý ly hôn vắng mặt. Đấy, vì được, chúng tôi thông báo mà anh không về. Thế còn vâng, hiện nay thời gian nó còn rất là nó mới có ngắn, nó chưa đủ vâng, một năm trở lên. Vâng. Thế thì mình cũng không có, đây ban nãy em cứ đắn đo giữa hai cái việc là đi tiếp dạ, hay là dừng lại. Dạ. Dừng lại thì cũng chẳng để làm gì, mà đi tiếp thì có người đâu mà tiếp. Vì vậy à, thì vâng, hãy duy trì cuộc sống như lúc anh ấy còn ở nhà, vẫn đi làm, vâng, vẫn ăn, vẫn nuôi con nhá. Vâng. 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 Thế và nếu rảnh rỗi thì cứ cân nhắc cái trường hợp mà ngộ nhỡ một năm nữa mà bố nó quay trở về quỳ xuống xin lỗi là anh đi xong anh bị lừa mất trắng tay rồi. Bây giờ anh à, còn bị đang nợ mất mấy trăm nữa. Mình à, cho anh xin mấy trăm để anh trả nợ rồi anh quay về, anh thề anh hứa anh yêu thương đến trọn đời thì có đồng ý không? mình đặt ra rất nhiều tình huống, hoặc là đi một năm xong mình dắt một cô bạn gái về là đây anh thương cô này và em ơi hãy giải phóng cho anh để anh đến với cô này, thì nó ra làm sao đúng không? Rồi. Vâng. Ừ. Mình cứ chuẩn bị tâm lý tinh thần với mọi hoàn cảnh. Vâng. Nếu hoàn cảnh nào mình đã cũng đều có lời giải, cũng đều là có cách giải quyết thì vâng, nghĩa là mình đã vững vàng nhá. Vâng. Điều vâng, quan trọng nhất của mấy mẹ con lúc này là ổn định cuộc sống nhá. Và vâng, như anh Đinh Đoàn vừa chia sẻ, bố nó có ở nhà thì cũng như không. Thế giờ vâng, cứ vui mà sống nhá bạn nhá. Vâng. Vâng. Xin chào bạn, cảm ơn chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn. Quý vị đang theo dõi chương trình Cửa sổ tình yêu, số điện thoại tổng đài 0243 826 2625 đang chờ quý vị kết nối.
Quý vị khán thính giả thân mến, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kết thúc chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Vĩnh Phúc. Tôi hỏi là nhà tôi có đứa cháu 20 tháng tuổi đi, nó thấy đi khám thì nó bảo là có dịch tinh hoàn 8mm, thì muốn hỏi tư vấn bác sĩ có điều đó thì nên như thế nào? Con trai anh à? Cháu nội. Cháu nội, bao nhiêu tuổi ạ? 20 tháng tuổi. 28 tuổi. 20 tháng tuổi. Vâng. Rồi, và đi đi khám thì bác sĩ bảo sao? Nó có dịch ở tinh hoàn. À, có dịch ở tinh hoàn. Thế là đi bệnh viện Nhi à? Không, đi khám ở đa khoa tỉnh. Rồi, thế bác sĩ chỉ định cái gì? Thì bảo theo dõi thêm, nhưng mà gia đình nó chẳng có đang chuẩn bị để mà đi khám, thì muốn hỏi tư vấn bác sĩ có vấn đề gì, như thế thì nên thế nào? Rồi. Đây là cháu nội của anh đúng không? Cháu đầu à? À. Bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ tâm sự với anh nhé. Xin mời chị Hoàng Thúy Hải ạ. Vâng, xin chào anh. Vâng, chào bác sĩ. Vâng, cũng rất là lo đúng không? Vâng. Cháu đích tôn mà bây giờ lại trục trặc ở cái chỗ đấy là lo lắm. Ừ. Vâng, vâng. Nói thế thôi, chứ con nó đau ở đâu mình cũng lo mà. Chứ cũng không phải là chỉ có ở chỗ đấy đúng không anh? Vâng. Con hiện nay thì cái tinh hoàn của nó như nào ấy? Cái bìu của bên đấy nó có bị sưng không hay là nó như nào? Da nó mỏng hơn mà nhìn đấy. Kiểu như nó có một cái túi dịch xuống ấy. Thế à? Ồ. Đầu tiên thì gia đình cũng nghĩ là nó bị thoát vị bẹ, nhưng mà đi khám thì bác sĩ bảo nó có dịch. Thế hả? Vâng. Tôi nghĩ thế này, nếu đúng mà là tràn dịch màng tinh hoàn ấy, mà đặc biệt lại ở một cái đứa bé như thế thì mình phải cho đi khám ngay anh ạ nhá. Tức là ít nhất phải tìm xem là nguyên nhân vì sao nó bị tràn dịch như thế. Nếu như nó chỉ bị viêm nhiễm này, rồi là nó bị hoặc bị thoát dịch mà nó có thể gây tràn dịch, thì mình cũng cần phải được điều trị. Nhưng mà có một cái vấn đề mà mình rất phải quan tâm, đấy chính là lao màng tinh hoàn. Khi mà bị lao màng tinh hoàn thì cái biểu hiện đầu tiên của nó là tràn dịch màng tinh hoàn, kết hợp với cả những cái triệu chứng khác nữa. Nhưng mà trên một em bé mới có 20 tháng tuổi thì việc tìm kiếm những cái dấu hiệu khác ở những em bé này là rất là khó anh ạ. Vì thế mà con phải được kiểm tra rất là kỹ và phải được xét nghiệm để tìm nguyên nhân mà vì sao con bị như thế. Nhà anh ở Vĩnh Phúc, cho con xuống Bệnh viện Nhi Trung ương. Vâng, vâng. Bởi vì đây là một cái bệnh nó cũng mình gọi là có thể gia đình đánh giá nó không phải là phức tạp, bởi vì là nó chưa có ảnh hưởng gì đến sức khỏe của con vẫn ăn chơi bình thường đúng không? Thế và nó không có vấn đề gì cấp tính cả. Nhưng mà những cái trường hợp như thế này nếu như mình không điều trị thì nó có thể ảnh hưởng tới hoạt động của cái tinh hoàn bên đấy. Nhá, bên mà con bị tràn dịch ấy ạ. Vâng, thì nó sẽ không tốt cho con. Không muốn nói bác sĩ là ở trên này, bác sĩ thì tỉnh thì họ bảo là theo dõi thêm, nhưng gia đình cũng đừng no, thì cũng hỏi tìm kiếm tư vấn của bác sĩ. Theo tôi thì nên cho con xuống Bệnh viện Nhi Trung ương ạ. Ở Vĩnh Phúc đi xuống Bệnh viện Nhi Trung ương rất là tiện mà anh. Xuống đấy các bác sĩ người ta sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn, có các cái phương pháp xét nghiệm tốt hơn để người ta sẽ kiểm tra cho con. Thứ nhất, xác định xem có đúng là tràn dịch màng tinh hoàn hay không. Thứ hai là nguyên nhân tràn dịch màng tinh hoàn là gì để người ta điều trị cho con. Còn nếu như mình cứ để như thế thì tôi e là nếu nó khỏi được thì là cái tốt, là may mắn. Còn nếu nó không khỏi được thì nó sẽ ảnh hưởng tới hoạt động của cái tinh hoàn bên đó. Anh nhé. Vâng. Vâng. Rồi, thế là ông bà bố mẹ sắp xếp cho con xuống Hà Nội nhé. Vâng. Cho yên tâm. Cảm ơn. Vâng. Cảm ơn chương trình. Chứ còn cứ theo dõi cũng chả biết đang làm một lần đâu nha. Quý vị khán thính giả thân mến, của một khán giả gọi đến từ tỉnh Bắc Giang. Alo, xin chào khán giả gọi đến từ Bắc Giang. Alo, em chào anh ạ. À vâng, chào chị ạ. Câu hỏi của chị là gì ạ? Em có hai câu hỏi muốn hỏi các anh chị giải đáp giúp em ạ. Vâng. Chị nói đi. Vâng. Câu hỏi thứ nhất là về tình cảm hai vợ chồng em ạ. Em thì cũng lấy chồng được hơn 30 năm rồi ạ. Thì nói thật với anh là chồng em cũng ngoại tình mấy lần rồi. Em cũng đều biết hết. Nhưng mà em cũng đều bỏ qua. Nhưng mà gần đây nhất thì là anh cũng có quan hệ cô hàng xóm ở ngay riêng nhà em Nhiều là thế à? Gần quá. Ừ. Tại vì là nửa đêm thì em ngủ, em thức giấc thì em không thấy chồng đâu. Em bị thấy tìm chồng.
có tiếng ở bên nhà bên ạ. À thế à? Vâng ạ. Thì em cũng không đánh động mà em cũng bật điện lên và em ra ngõ em chờ. Em chờ khi chồng em quay trở về thì em bấm đèn pin thẳng vào mặt. Chồng em không về thì em cũng không nói gì. Và em về đến nhà thì em cũng gọi bố mẹ chồng em dậy nói chuyện ấy. Thì em cũng có nói chuyện với bố mẹ em, với chồng em. Chồng em cũng không nói câu gì, cũng không giải thích gì với em. Mà chỉ đọc nói một câu là anh có sang đấy, anh có làm gì đâu, anh chỉ sang đấy thôi, anh có làm gì đâu. Đấy. Thì anh ấy nói được biển viện với em một câu như thế thôi. Anh cũng không xin lỗi. Thế bố mẹ chồng em thì bảo là con ơi, thế sao lại khổ thế hả con? Mẹ làm như thế mất hết cả mặt bố mẹ. Vợ mẹ đã làm gì mà mẹ lại làm như thế? Rồi. Anh cũng cứ cúi mặt xuống thôi, nhưng anh cũng không nói gì. Thì em cũng có thôi đẩy em bảo là em chỉ vỗ vào vai em bảo là thế em tội tình gì nếu mà trong trường hợp nào anh không còn thương em nữa thì anh có thể nói với em một tiếng, nếu anh thích người ta em có thể là cố ý về cho anh. Trong khi đó là có cả bố mẹ chồng em mà thấy thì vâng rồi bố chồng em thì bảo là khổ quá con ạ, mày làm như thế này để quản lý thấy nữa. Rồi bạn ơi, bạn tua nhanh qua cái đoạn này đi nhá. Câu chuyện mình vâng. tua nhanh nên thời lượng có hạn. Vâng, thế thì xong em cũng thôi. Xong đó là qua cái đoạn đấy thì xong đến với lần thứ hai, lần nữa. Thì lại, vâng, 8 tháng 3 thì anh lại tặng quà cho người khác. Thì em cũng là người nhận được cái hóa đơn ấy. Có nghĩa là em cũng vô tình thôi, chứ chả lần nào cố ý cả. Thì là nhìn cái hóa đơn ở trong túi của anh ấy thì em cũng có hỏi thì anh cũng chỉ trả lời là chỉ có đọc cái áo thôi chứ có cái gì đâu. Đấy. Anh cứ trả lời cọc lốc thế. Thế nhưng mà em cũng không tính toán, em cũng bỏ qua hết. Gần đây thì vợ chồng em lấy nhau thì cũng hơn 30 năm thì nói thật anh, năm ngoái thì bọn em đi cấy thì mình được 2 cháu. À, cũng khó khăn về đường con cái đúng không? Vâng. Được hai cháu thì đi cấy thì cũng không phải là thuận lợi vì chúng em cũng đi nhiều lần rồi nhưng không được. Năm ngoái thì bọn em được thì về thì đấy, về thì xong là anh cứ tự anh ấy ngủ ở sofa. Lúc nào mà anh có vào thì cũng phải 1-2 giờ đêm anh mới vào. Từ đến lúc em có bầu thế đến bây giờ là em đẻ trong lúc 7 tháng rồi. Anh vẫn thế. Thế thì em cũng có hỏi anh ấy thì anh ấy trả lời anh chỉ ở đây anh xem đá bóng mới xem phim thôi chứ anh có làm gì đâu. Xong rồi em cũng bảo anh làm gì mà sao anh không vào ngủ đi, anh cứ giặt dẹo đi cho nó tốn, nó hao sức khỏe ta. Anh cứ thế, em cũng thấy là buồn. Rồi thì bây giờ bạn mong muốn điều gì ở chúng tôi? Em muốn là các anh tư vấn cho em xem là trong tình huống như thế thì là anh ấy có một điều nữa là anh ấy đi lấy bầu 2 lần thì anh ấy đều là toàn tin bầu thôi chứ không tin vợ. Cái cô thứ nhất thì là anh ấy lại tin là cái cô ngay bên nhà em thì lại cô lại bảo em là có đi lòng thòng với một người khác. Thế nhưng nói thật với anh là lúc giờ vợ em không có con thì có những người đến trêu vẹo là bình thường ấy nhở, nhưng mà em không có gì cả. Rồi. Em có giải thích với chồng nhưng mà chồng không tin. Thế là từ bấy giờ là kiểu cứ mâu thuẫn ấy, giống như là thế là bây giờ hiện tại nhá, bây giờ tôi đi vào vấn đề chính chứ còn nghe cái chuyện của bạn thì có vẻ nó như tiểu thuyết ấy. Năm nay bao nhiêu tuổi hai vợ chồng? Em năm nay 50 tuổi rồi, em hơn em 5 tuổi. À, vợ 50, chồng 55. Hơn 30 năm lấy nhau, khó về đường con cái. Đã nhiều lần chữa chạy nhưng không đạt kết quả. Vừa rồi thì đạt được kết quả và có 2 cháu, đúng không? Vâng. Được 2 phôi và có 2 em bé chào đời rồi. Và các con thì bây giờ là được 7 tháng rồi, đúng không?
cái thông tin bạn kể thì là anh ấy cũng 3-4 lần cặp bồ và ngoại tình rồi, đúng không? Cái thời gian mang thai và cái thời gian bạn sau sinh là anh ta đều ngủ ngoài sofa, anh ta không vào ngủ cùng vợ con, đúng không? Và đến bây giờ vẫn thế. Đâm ra là cái cuộc sống gia đình, nhất là đối với người phụ nữ sau sinh ở 7 tháng như thế này thì cái tâm lý là bạn chưa được ổn định lắm. Đâm ra là cần phải bình tĩnh, không phải bỗng dưng mà hơi đông mà khóc. Cái quý giá nhất của mình lúc này là gì? Là hai đứa con nhá. Cái khó khăn nhất đấy đã được thỏa mãn rồi thì cái đấy là cái niềm vui lớn nhất của bạn. Còn bây giờ thì anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé. Rồi, xin chào bác Giang nhé. Đúng là vợ chồng lấy nhau mà nó không có đứa con để nó gắn kết. Thế xong rồi cứ chạy chữa hết đến lần này đến lần khác, mất tới 20 mấy năm để chạy chữa cũng đã đủ mệt mỏi rồi. Phải nói rằng hai người mà trong hoàn cảnh của mình không bỏ nhau là đấy là một cái điều mà phải ghi nhận chứ. Chứng tỏ rằng cả hai bên phải là thương nhau, yêu nhau lắm ấy chứ. Còn thì không có con mà vẫn còn cùng chung lưng đấu cật rồi chạy trọt để cuối cùng 50 tuổi đầu mới có được đứa con do gọi là hỗ trợ sinh sản mà có, đúng không? Thì đấy, sao cái điều ấy thì mình quý giá thế thì mình không ghi nhận. Thế còn đành rằng là người đàn ông, vợ cũng quý, con cũng quý, gia đình cũng quý. Thế xong vợ thì lại đang tuổi 50, chắc cũng tiền mãn hoặc mãn rồi, đúng không? Thế xong lại nuôi... Vẫn thấy bình thường ạ. À, thôi cứ thấy đi. Bận rộn với chăm hai đứa con nó cũng mệt mỏi. Trong khi để cái cô hàng xóm chắc người ta cũng cứ... Tôi tin rằng là anh ấy chỉ là người tham thôi. Vợ con vẫn là quý, vẫn là nhất quả đất. Không có ý định là bỏ vợ, bỏ con đâu. Nếu bỏ anh phải bỏ 30 năm trước chứ không phải là để đến bây giờ lên bờ xuống ruộng cùng nhau... Rồi lên thác xuống gành cùng nhau, giờ có được thai thiên thần mà lại bỏ đâu. Chỉ là đi giải quyết nhu cầu sinh lý thôi. Tất nhiên đi giải quyết nhu cầu sinh lý cũng là điều không, cũng là điều đáng trách. Nhưng ở đây không phải dạng là thấy một người khác đẹp rồi về ruồng rẫy vợ con để đến người ta. Mà chỉ là ở đây không phải bóc bánh trả tiền, chả có tiền nào đâu. Chắc là sang rồi tình cho không biếu không, hoặc là ôm ấp nhau, hoặc là người ta dễ dãi người ta cho một tí đi thôi. Giống đây lấy sang hàng xóm ăn trực nhá. Nhà vợ chưa kịp nấu cơm đi qua hàng xóm thấy người ta ăn cơm, người ta mời là chú vào ăn bát đấy, thì là chắc là ăn trực thôi. Mình nhìn vấn đề nó nhẹ đi nhá. Bây giờ thì quan trọng nhất là lôi kéo ông ấy vào chăm con. Một ông 55 tuổi, tuổi cũng đã bắt đầu, nếu mà bình thường là vài năm nữa là đến cái tuổi nghỉ hưu, là bước sang tuổi người gọi là người cao tuổi rồi đấy. Về tâm sinh lý nó cũng sẽ có những cái thay đổi nhất định. Thì bây giờ là hướng dẫn anh ấy việc cùng với mình chăm đứa nọ, chăm đứa kia, tắm cho con, rồi vân vân. Tức là lôi kéo việc. Còn thì không có hành hạ gì, không có tra tấn để bắt khai thác gì nhiều. Cái là hôm ấy sang đấy thế nào, ai ôm ai trước, có làm được gì hay không. Chuyện xảy ra không, xảy ra mất rồi. Em không hỏi. Chuyện xảy ra mất rồi. Mà đây chỉ như một vụ ăn vụng thôi. Mà do là mình quản lý lỏng lẻo mà bị người khác tan vung một tí nhá. Sự thất thoát thôi, không. Cái nguy cơ mà tan vỡ gia đình là không có, mà tất cả đều do ở trong tay mình. Lúc này nhớ rằng là mình cũng ở cái tuổi 50, hai vợ chồng muốn nuôi con nhỏ ở cái tuổi 50, 55 là cũng, về mặt tâm lý là nó cũng ngược rồi. Nhiều người ở tuổi 50 là lên bà, 55 là ngồi đấy rung đùi, là có cháu ra nhổ dâu cho ông rồi. Mà bây giờ mới nuôi con nhỏ, mà lại nuôi con nhỏ lại còn phải trải qua một hành trình 20 mấy năm vật vã, thì tôi thấy rằng là phải thật sự là phải thương nhau. Thật sự tôi nghĩ thương nhau lắm. Mình chỉ cần mình nghĩ rằng là ông ấy hoàn toàn là lấy nhau mà 3 năm không con, ông hoàn toàn có thể đi lấy một cô khác để rồi xem có con hay không. Mình cũng thế, mình mà căm thù ông thì chắc là nếu mà đưa nhau đi khám mà biết lỗi tại ai ấy, là cái người mà còn khỏe, người còn lành ấy, chắc là sẽ bỏ. Thế nhưng mà đây không bỏ nhau và cũng không đưa nhau đi khám, đúng không? Không kết luận lỗi tại ai, đúng không? Có, chúng em đi khám từ lúc trẻ cơ. Tại ai? Có nghĩa là lúc trẻ thì là chồng em không có tinh trùng. Thế nhưng mà đến bây giờ về già rồi thì lại nhà em thì được 1% tinh trùng thì vẫn có thể cấy được. Ít người ta... Bây giờ khoa học cũng phát triển hơn. Rồi người ta lấy độ một vài con ở tận
vào trận trong màu tinh người ta lấy ra chứ không phải, đúng không? Rồi đấy, cũng ơn trời là khoa học phát triển, chứ còn nếu không là khoảng 20 năm về trước là chịu chấp nhận là suốt đời không. Biết lỗi của anh ấy như thế mà mình cũng không bỏ anh ấy để đi lấy một người khác để có con đàn cháu đống. Phải nói là mình thương anh như vậy. Và cho đến lúc này tất cả những cái lỗi lầm khác tôi cho đều là nhỏ so với những cái thứ mà chúng ta đã đồng hành cùng nhau. Chỉ có điều bây giờ thì mình gọi là bắt đầu lại từ đầu đi. Hai vợ chồng Son vừa mới sinh đứa con đầu lòng nhá. Bố cũng tập làm bố mà mẹ thì cũng tập quấn tã này, thay vì đi bế cháu ngoại bây giờ là bắt đầu với chăm con mình. Thế thì cho nó nhẹ nhàng. Quay đi quay lại ông ấy 50, 65, 60 đến nơi ấy mà. Nói chung là em thì cũng bình thường, em tôi có thể là hy sinh hết cho chồng cho con, nhưng mà nếu mà cuộc sống mà như thế cứ chán nhạt nhẽo thế thì cũng không thích anh ạ. Tất nhiên nhạt thì mình làm cho nó mặn lên đi. Mình lôi mình kéo, khi nào hai đứa con ngủ mình cứ đè bố nó ra nhổ tóc sâu với tẩm quất với này, bồi dưỡng cho ăn nhiều và xong rồi là khen là dạo này này may quá đấy. Chính nhà tôi chăm sóc cuối cùng ấy, từ lúc không có tinh trùng bây giờ nó lên được 1%, được 2 thiên thần, tôi lại vẫn còn muốn đẻ nữa. Em thì cũng có kiểu như em cũng tối đến đi ngủ em cũng ấy, thì nhà em lại phải sao lúc nào cũng cứ nghĩ đến cái đấy là thế nào nhỉ? Nói thế thôi chứ trong bụng vẫn thích đấy. Bảo thôi, em bảo thì... là em mà thấy sao lại như thế nhỉ? Em tưởng cái tuổi này bây giờ mới đang hừng hực lại bảo vợ như thế. hay là thế xong em cũng nói đùa, em cũng bảo thẳng thôi. Trước kia thì em cũng chẳng nói làm gì, như thôi bây giờ có con rồi thì tất cả là quay về nuôi, tập trung nuôi con, không nghĩ ngợi gì lung tung ở bên ngoài nữa. Em cũng bảo như thế, nhưng mà nhà em cũng không bảo gì. Anh ấy đi làm có lương không? Có, nhà em công chức mà. Mình có nắm được cái lương hay không? Không, lương thì nhà em cũng có bảo, nhưng mà nói chung là về lo toàn, chu toàn cho vợ con ở nhà thì tất cả là anh cũng lo hết, chứ cũng không tốt. Thể bỏ bê cái gì cả. Thôi đấy, mình cố gắng nhìn nhận một con người, lôi những cái điểm tốt ra đây, tôi cứ cố phải lấy điểm cho anh ấy đấy. Nào là 30 năm không bỏ nhau, xong bây giờ đi làm có lương rồi mang về nuôi vợ nuôi con, rồi nghĩ cuộc đời vắt tay lên trán nó cũng buồn. Đáng lẽ bằng tuổi anh ấy đi ra đường đã ngồi chén chú chén anh rồi khề khà với ông nọ ông kia, người ta gọi cháu người ta ra để đấm lưng cho ông, mình thì hãy còn con còn nhỏ, thỉnh thoảng có đi ăn vụng một tí thì vợ cứ ầm lên, nghĩ nó chán đúng không? Đấy, tôi thì tôi nghĩ rằng qua những cái lời chia sẻ vừa rồi của anh Đinh Đoàn thì bạn sẽ có niềm tin vào cuộc sống hơn, và thứ hai nữa là phải yêu nhau, thương nhau và cùng nhau chăm sóc hai con nó mạnh khỏe nhá. Mình phải tưởng tượng rằng là cái hành trình của mình chăm con còn dài lắm. Lúc ý ngoài 70 tuổi con chưa trưởng thành đâu nhá. Đâm ra yêu nhau, thương nhau là chính, và cùng nhau chăm sóc con và gia đình nhá. Và hy vọng là qua những cái câu chuyện này thì bạn đã thấy có niềm tin ở cuộc sống và thấy cuộc sống nó mở ra một chân trời rất đẹp, chứ không như ban đầu chúng ta cùng chia sẻ thấy bế tắc quá, đúng không? Xin chào bạn, cảm ơn chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn. Quý vị đang theo dõi chương trình Cửa sổ tình yêu, số điện thoại tổng đài 0243 826 2625 đang chờ quý vị kết nối. Hãy nhấn nút đăng ký kênh của chúng tôi để theo dõi chương trình Cửa sổ tình yêu mới nhất. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Bắc Ninh. Alo, xin chào khán giả gọi đến từ Bắc Ninh ạ. Vâng ạ, em chào anh ạ. Chào bạn. Vậy em muốn hỏi một chút về vấn đề là con trai nhà em ấy. 17 tuổi năm nay, kiểu như là đầu dương vật của cháu nó có cái kiểu như vậy, nó thần thần ở cái đầu dương vật ấy ạ. Alo ạ. Tôi đang nghe đây, rồi sao nữa? Vâng, cháu đi khám rồi nhưng bác sĩ bảo không làm sao, nhưng mà em vẫn lo ạ. Rồi, thế nó vạch ra cho mẹ xem à? Thì mẹ biết nó sần sần. Bây giờ tôi hỏi sần như thế nào mẹ có biết không? Không ạ, cháu tả thôi ạ. À thế à, thế bố nó đâu? Bố nó có khám cho nó chưa? Không, bố đưa đi khám thôi ạ. À, khám ở bệnh viện nào? Bệnh viện là Đa Khoa Bắc Giang. Thế à, thế có bị hẹp bao quy đầu không? Không ạ. À rồi, đã đi khám rồi. Mà bây giờ mẹ tả nó chi tiết hơn tí thì chắc là khó, là bởi vì mẹ chắc là chưa nhìn thấy đúng không?
Vâng ạ, chưa nhìn ạ. Mà tả không chi tiết thì bác sĩ Hải ngồi cạnh tôi cũng rất là khó. Nhưng mà dù sao thì đã kết nối với chương trình thì bác sĩ Hải sẽ chia sẻ xem cái khả năng ý nó là những cái bệnh gì mà có cần phải đi điều trị sâu hơn hay không nhé. Xin mời chị Hằng Thúy Hải ạ. Vâng, xin chào chị ạ. Vâng, em chào bác sĩ ạ. Con 17 tuổi, con vẫn đang đi học hả mình? Vâng ạ, cháu vẫn đi học ạ. Con vẫn đang đi học. Mình có kiểm soát được các cái mối quan hệ của con không? Bạn bè rồi là cái lịch học như thế nào, sinh hoạt ra làm sao? Con có những cái hành vi gì mà mình cảm thấy không yên tâm không? Dạ không ạ, tại vì có chuyện gì cháu cũng hay tâm sự với mẹ ấy ạ. Đấy là con đầu của mình à? Con thứ hai ạ. À con thứ hai. Có người yêu chưa? Anh ấy có người yêu chưa? Câu ấy cháu quan trọng lắm. Cháu bảo hỏi cháu thì cháu bảo chưa. Cái mà những cái bệnh vấn đề mà nó liên quan đến sức khỏe thì mình đã lo rồi, nhưng mà những vấn đề mà nó lại liên quan tới cơ quan sinh dục thì hầu hết là cái nỗi ám ảnh rất là lớn của những người làm cha làm mẹ đúng không? Chỉ sợ sau này nó có vấn đề gì rồi súng ống nó lại không bình thường, nó lại không phải là đàn ông đích thực thì rất là mệt. Nhưng mà cũng rất may là con nhà mình nó cũng ngoan, nó cũng chia sẻ với bố mẹ. Thế và bố cũng đã đi khám rồi, có thăm khám của bác sĩ rồi là mình hoàn toàn có thể yên tâm. Tôi nghĩ có thể nó cái loại trừ lớn nhất mà như anh Văn anh hỏi ngay từ đầu ấy, tức là con không bị hẹp bao quy đầu, hoặc là quy đầu nó không phải là loại dài bao quy đầu, tức là cái cơ quan sinh dục của con nó vẫn có thể có cương và nó lộn ra được bình thường thì mình hoàn toàn có thể yên tâm. Những cái vấn đề mà liên quan tới ngoài da ấy, ở trên có thể là ở đầu dương vật, có thể là ở thân dương vật, hoặc có thể là ở phần lông chẳng hạn, thì nó là những cái bệnh ngoài da. Không biết là bố có cho con đi khám ở bên da liễu không? Có, con đấy khám cả da liễu bạn. Ừ, thế thì mình yên tâm rồi, chắc là nó chỉ là vấn đề ngoài da thôi. Thì nếu mà bác có cho con bôi thuốc gì thì dặn con là phải bôi thuốc đúng với cả cái đơn của bác sĩ. Và quan trọng là có thể bác sĩ sẽ hẹn phải khám lại nhé. Bác sĩ thì hỏi bảo là không làm sao, cái này là bình thường, nhưng mà em vẫn cứ lo ạ. Bác sĩ đã nói là không làm sao, không bình thường thì mình chẳng có gì mà mình phải lo cả. Chỉ có điều là mình lưu ý cho con về vấn đề quần áo này, rồi là vệ sinh. Và tức là mình gọi là chăm sóc cho cái cơ quan sinh dục của con, thì lúc này là bố với mẹ đều phải trao đổi với con rất cụ thể. Vấn đề quần áo, mình phải chọn những cái quần áo mà nó thấm hút, nó mồ hôi này, nó đảm bảo vệ sinh. Quần lót của con phải được thay giặt thường xuyên, và phải sử dụng những cái chất liệu ví dụ như là cốt tông ấy, để cho nó thấm mồ hôi, chứ không phải là sử dụng những cái chất liệu nó bó hoặc là nó nhiều ni lông quá thì nó gây bí và nó không thoát mồ hôi, nó cũng có thể là một nguyên nhân để gây các cái bệnh ngoài da cho con. Hai nữa là con bây giờ 17 tuổi, con vẫn bây giờ mới là giai đoạn mà con phát triển rất là nhiều. Có thể con sẽ có hiện tượng thủ dâm, hoặc là có những hiện tượng mộng tinh, hoặc là con có thể xuất tinh vào ban đêm ý. Thì mình phải trao đổi với con rất là kỹ. Nếu có những cái hiện tượng như thế thì khi con có xuất tinh là con phải được vệ sinh cơ quan sinh dục nhá. Buổi chiều tối con tắm là bình thường rồi, nhưng nếu như đêm con có mộng tinh này, hay có xuất tinh này, hoặc là con có thủ dâm đi chăng nữa, thì con phải vệ sinh cơ quan sinh dục cho nó sạch sẽ. Và đặc biệt là khi vệ sinh thì phải lộn được cái quy đầu nó ra, để mà vệ sinh nó vừa không còn các cái chất cặn bã, cũng như là không còn những cái vi khuẩn, rồi là cái môi trường thuận lợi cho các cái loại khác nó phát triển. Lưu ý thêm mẹ nó một chút là hiện nay con 17 tuổi, có thể con đang học lớp 11 đúng không? Thì con học sẽ học rất là nhiều, và khi con ngồi nhiều như thế thì việc sử dụng trang phục, rồi là những cái chỗ, những cái ghế ngồi của con mình cũng phải vệ sinh này, rồi mình cũng phải hướng dẫn cho con là ngồi bao nhiêu lâu thì phải đứng lên để thay đổi, rồi làm mát như thế nào, vệ sinh như nào, tất cả những cái vấn đề đấy mẹ trao đổi kỹ với con nhé. Con luyện tập thể thao, con ăn uống dinh dưỡng như thế nào, rất nhiều những vấn đề liên quan tới con. Và đặc biệt là khi có bất kỳ vấn đề gì bất thường thì con phải nói với bố mẹ ngay, và được sự thăm khám của bên chuyên môn nhé.
Rồi. Dù đã thăm khám bác sĩ ở Bắc Giang và bác sĩ ở đó cũng đã nói rằng là không bị làm sao cả và không vấn đề gì cả. Nhưng mà nếu mà bố mẹ còn cảm thấy lo lắng về tình hình sức khỏe của con thì hoàn toàn có thể xuống Hà Nội. Và Hà Nội thì rất nhiều chuyên khoa nam học để có thể lựa chọn khám nhá. Xin chào bạn. Chương trình ạ. Cảm ơn bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Quý vị đang theo dõi chương trình Cửa sổ tình yêu, số điện thoại tổng đài 0243 826 2625 đang chờ quý vị kết nối. Hãy nhấn nút đăng ký kênh của chúng tôi để theo dõi chương trình Cửa sổ tình yêu mới nhất. Gọi đến từ Hà Nội ạ. Alo, em nghe anh ơi. Chào bạn. Câu hỏi của bạn muốn gửi đến chương trình Cửa sổ tình yêu của chúng tôi là gì vậy? Vâng, anh em đang quen một cô bạn gái mà cô ấy đi theo đạo Thiên Chúa thì em thì đi theo đạo Nương. Bây giờ là bọn em tính là kết hôn với nhau. Nhưng mà cô ấy lại đã điều kiện cho em là bây giờ muốn cưới em thì anh phải theo đạo Thiên Chúa của em thì em mới cưới, mà không thì không cưới anh ạ. Thế à? Rồi. Thế bên gia đình bạn thì có đồng ý không? Nếu bạn cải đạo, bạn sang đạo Thiên Chúa. Dạ, em cũng có tham khảo những người bậc phụ huynh rồi. Phụ huynh thì cũng bảo với em là bây giờ cái chuyện hôn nhân và cái chuyện đạo đấy là do bản thân của con. À thế. Nếu con quyết như thế nào thì đấy là quyền của con. Rồi. Còn là bố mẹ là cũng không có tham gia hay cấm cản gì, không có về sau là gặp vấn đề gì mẹ lại quay về mình rồi, cách nào. Chứng tỏ là bố mẹ của bạn rất là hiện đại đấy, suy nghĩ rất là tân tiến. Rồi thế còn đấy là phụ huynh rồi, thế còn bản thân bạn thì bạn suy nghĩ thế nào? Bản thân em thì em suy nghĩ là em cũng tìm hiểu qua đạo rồi và em cảm giác mình không phù hợp, không theo được. Em cũng muốn nói với cô ấy là thôi bây giờ mình đến với nhau thì mình tôn trọng cái quyền tự do tôn giáo của nhau. Là anh không ép em không ép anh, rồi chúng ta về chung sống với nhau thoải mái. Đấy, muốn như vậy, em muốn như vậy nhưng mà cô ấy lại không đồng ý. Rồi, chứng tỏ là bạn còn chưa tân tiến bằng bố mẹ mình đâu. Bởi vì làm sao? Đạo nào thì cũng hướng con người ta đến điều tốt mà. Tôi chưa thấy đạo nào hướng đến điều xấu cả. Và cái chuyện mà có hòa hợp với nhau về vấn đề tôn giáo hay không thì thực sự là từ trước đến nay rất là nhiều các cặp yêu nhau đã gọi đến chương trình và chúng tôi cũng đã tư vấn rồi. Thế nhưng mà cái chủ đề này thì sẽ được nhắc lại với bạn trong ngày hôm nay và anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự nhé. Chào em trai, mình 24 tuổi phải không em? Dạ vâng ạ, em 24 tuổi. Cô bao nhiêu? Bạn gái cũng 24, hai đứa bằng tuổi nhau ạ. Hai đứa học cùng hay làm cùng, hiện nay có ở gần nhau không? Làm cùng với nhau ở trên Hà Nội ạ. À thế hả? Có ở gần nhau ạ, vâng. Này, tình yêu thắm thiết không em? Là cũng thắm thiết, tình yêu là 4 năm rồi. Đã được gọi là như vợ chồng chưa? Dạ, chỉ còn 10% nữa thành vợ chồng rồi. Còn 10% là nốt cái đám cưới thôi đúng không? Nó cứ đám cưới thành chứ vâng. Còn thì cũng như vợ chồng mất rồi đúng không? Vâng, nếu bây vâng. Giờ mà vì cái lý do còn đắn đo vì không chấp nhận cái yêu cầu của cô mà phải dừng lại cuộc tình này, em có thấy tiếc không? Em thì em có tiếc, nhưng mà em thấy tiếc thì có tiếc, nhưng mà em thấy trong cái tâm của em nó thoải mái hơn. Tại vì em không còn bị ép buộc nữa, em không còn phải là trước khi đi ngủ em phải đọc kinh, trước khi ăn cơm em phải làm dấu, rồi là chủ nhật, cái ngày chủ nhật là ngày nghỉ mà, thì em muốn ngủ nghỉ và chơi rồi. Em không phải đi lễ nữa thì em thấy thoải mái ở chỗ đấy anh ạ. Anh tin rằng là tình yêu mà yêu 4 năm rồi chưa tiến tới cái hôn nhân, xong rồi mình cũng đã chung sống với nhau, cũng chẳng còn, chỉ còn thiếu cái đám cưới nữa là thành vợ chồng, đôi lúc mình cũng thấy không trân trọng. Chứ cái lúc mà em chinh phục tán cô ấy, mà lúc ấy cô nói rằng nếu mà em nhận lời yêu anh thì anh phải thế này, phải thế kia. Thậm chí có người nói rằng anh phải chuyển từ Hà Nội vào Sài Gòn để ở với em. Hoặc là chúng ta đi, em không làm dâu nhà anh đâu, chúng ta phải thuê nhà ở ngoài, là cũng dễ gật đầu lắm. Hình như bây giờ tình yêu nó cũng đã bắt đầu chứng chứng lại rồi. Mày chỉ muốn là ngủ dậy sớm, ngủ dậy muộn, khỏi về dậy đọc kinh, khỏi về làm những chuyện lặt vặt nọ kia. Thật ra người ta bảo là yêu nhau muốn sự chẳng nề, 100 chỗ lệch cũng kê cho bằng. Nếu tình yêu đủ lớn thì chắc là cũng sẽ giúp em vượt qua được cái kia. Hàng triệu người, mấy bao nhiêu triệu người theo đạo Công giáo hiện nay sống trên đất nước Việt Nam cũng cuộc sống bình thường, người ta cũng có vợ, có chồng, cũng có cuộc sống hạnh phúc mà.
quan trọng gì lắm cái chuyện là sáng dậy sớm một tí đâu. Đôi khi cái đấy là cái lý do để mình luyện tập được, mình không ngủ nướng, sức khỏe lại tốt lên. Thế rồi những cái lời đọc kinh ấy, ít ra nó cũng làm cho mình là một cái cách mà mình tu dưỡng cái tinh thần cũng như là cái tâm lý của bản thân. Thôi tuy nhiên thì anh không vận động nhá. Chúng ta tôn trọng mọi người, theo tôn giáo nào cũng là quyền của mọi người, và không theo tôn giáo nào cũng là quyền của mọi người. Trước hết chúng ta phải thống nhất với nhau như thế. Em hãy cứ duy trì cái mối quan hệ với cô ở đấy, đừng có chê bai gì. Xong rồi mình cân nhắc một thời gian nữa, mình suy ngẫm, biết đâu một ngày nào đó em thấy rằng ô cũng chả làm sao, em cứ đi theo cô ấy, đi vào nhà thờ vào những ngày chủ nhật nghe giảng đạo, rồi nhìn thấy rất là nhiều thanh niên cũng ở tuổi mình, người ta ngồi, người ta chăm chú, người ta nghe và cha đạo giảng những lời chắc chắn là những lời rất là hướng thiện. Mình thấy cũng như thầy giáo thôi, như nghe nói chuyện chuyên đề ấy mà. Rồi mình thấy cũng được, chả có phiền phức gì, chả phải đóng góp gì, không tốn kém gì tiền của, thay vì ngồi quán cà phê hay quán trà đá bế má thì ngồi trong đó được nghe giảng đạo, ví dụ như vậy. Tất nhiên còn nhiều thứ nữa chứ không chỉ có cái việc là tụng kinh với lại để nghe giảng đạo. Em sẽ là người quyết định cuối cùng nhé. Nếu như em có dừng lại một thời gian nữa, em cân nhắc là không thể tiến lên, không dừng lại, thì em cũng chốt lại câu cuối cùng là anh rất yêu em. Tuy nhiên vấn đề tôn giáo là vấn đề nhạy cảm. Chỉ khi nào thật sự lòng anh thấy nó thanh thản, yên tâm và tự nguyện thì anh sẽ theo. Thế còn nếu không thì em vẫn cứ đạo của em, còn anh thì sống như một người tử tế, lương thiện cũng được, một công dân không vi phạm pháp luật và sống tốt đời đẹp đạo, đúng không? Bạn ấy thì đẹp đạo, mình thì tốt đời, cũng không có làm sao cả. Biết đâu rồi dần dần mình cứ tiếp xúc với cô, tiếp xúc với đạo rồi mình sẽ có những cái sự cảm hóa, cải biến sau này thì sẽ tính sau. Thế còn thì đừng chê bai, đừng có những lời lẽ nó không hay về tôn giáo hay về cái đạo của cô ấy nhá. Mỗi người đã lựa chọn đi theo nghĩa là người ta rất tôn kính cái đó, người ta tâm phục khẩu phục và người ta nhìn thấy ở trong đó rất là nhiều điều tích cực và đẹp đẽ nha em nhá. Rồi, rất là cảm ơn chuyên gia Tấn Học Đinh Đoàn, và hy vọng là qua những chia sẻ vừa rồi với anh Đoàn thì bạn hiểu hơn về tình yêu. Và tôi nghĩ là theo đạo nào thì, hoặc là không theo đạo nào thì cũng như anh Đinh Đoàn vừa nói rồi, đấy là quyền của mỗi người. Nhưng mà bạn đừng nghĩ rằng là theo một tôn giáo chỉ có mỗi việc là phải dậy sớm, rồi đọc kinh, rồi trước khi ăn thì phải làm dấu, và ngày cuối tuần thì phải đi lễ. Đấy chưa phải là tất cả đâu bạn ạ. Chào bạn, cảm ơn bạn đã gọi đến chương trình của chúng tôi. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại khác. Cuộc điện thoại cũng vẫn đến từ thủ đô Hà Nội. Alo, Hà Nội đâu ạ? Rồi, tôi đang nghe đây. Câu hỏi của bạn là gì? Em muốn hỏi bác là, em muốn bác Đinh Đoàn chia sẻ với em cái kinh nghiệm về cuộc sống của vợ chồng ạ. Vợ chồng. Bạn chia sẻ đi. Em nói thật bác là em lấy vợ đến nay được 13, 14 năm rồi. Em có hai cháu rồi. Vợ em làm công ty, khu nghiệp. Còn em thì thực sự là em bị tai nạn năm 2004, tai nạn. Nói chung là người nó cũng yếu. To béo nhưng mà người nó yếu. Em cũng đại khái đó, bây giờ em cũng sợ, không muốn xung đột làm đâu. Rồi. Vợ em làm công ty, khu nghiệp, tháng được cùng mười mấy, 20 triệu nhưng mà... Và em thấy nó có vẻ nó khinh người, nó ấy em lắm. Nó coi thường, nó ấy gia đình nhà chồng. Nó không phải là nó ra mặt đâu, nhưng mà nó có thái độ, nó cứ kiểu như giờ nó cứ đi đâu, nó đi, nó tự túc nó đi, nó chào vào gì với chồng. Thế à? Vâng. Đi đến không chào, về không hỏi, đúng không? Vâng. Và năm nay bạn bao nhiêu tuổi nhỉ? Em năm nay 40 ạ. À, thế cô vợ? Vợ em cũng bằng tuổi em. À, hai người 40 tuổi. Bạn thì làm gì? Em nói thật bác là em làm công nhân, em làm nhiều lắm. Nhưng mà đến năm 2004 em nghỉ ô tô 1 tháng 5, bác nghe chưa? Rồi. 1 tháng 5 ấy. Thế là em nghỉ cái này về nhà chán, thế là đi ăn uống rượu, uống rượu về, là bị người ta đâm vào. Bây giờ là hậu quả của tai nạn, đúng không? Là, hậu quả của nó là em bị yếu cái tay trái đấy. Bị làm sao? Yếu cái tay trái đấy. Yếu một tay trái thôi đúng không? Vâng. Tôi vẫn chạy xe máy được chứ. Em vẫn đi xe máy, em vẫn đi mô tô. Thế bây giờ thu nhập chính của bạn là từ nguồn nào?
thu nhập chính của em bây giờ là em là thợ cơ khí. À, vẫn làm cơ khí. Tháng được bao nhiêu tiền? Tháng em kiếm gọi là ít thôi mà, làm gọi là làm vẹo phật vẹo thôi mà. Là bao nhiêu? Có chia sẻ được không? Tháng khoảng... Sao thu nhập của vợ thì mình khai đúng là 20 triệu mà thu nhập của mình thì lại cứ giấu đi thế? Thu nhập của em tháng thì khoảng 2 triệu, 2 triệu rưỡi thôi. Ồ. Ít thôi mà. Rồi, em hiểu em rồi. Còn ở nhà ăn bám vợ mà. Đúng là cái thay đổi môi trường làm việc xong lại bất mãn cuộc sống rồi lại nhậu nhẹt rồi là bị tai nạn và bây giờ sức khỏe mình yếu đi, thu nhập mình yếu đi, trong khi đó cô vợ của mình thì là 15 đến 20 triệu một tháng và trong đầu bạn đang nghĩ rằng cô đang coi thường mình, coi thường gia đình chồng nhà mình đúng không? Vâng. Anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé. Vâng. Rồi chào em. Vâng, anh Đinh Đoàn. Ừ, hai đứa nhà em lớn chưa? Lớp mấy rồi? Một cháu lớp 7, một cháu lớp 3, 3. Lớp 7, lớp 3. Bố có chăm sóc các con, có phải là người vì mẹ đi làm công ty là cũng khít khịt thời gian đấy. Nếu mà tham mẹ làm tăng ca là có khi từ sáng đến tối khuya ấy. Bố có cảm giác được nhà không? 12 tiếng một ngày anh ạ. Em có chăm các con không? Có, em có mà. Ở nhà là em vẫn... Các cháu lớn đi học thì em đưa đi, giờ nó bé đi học em đưa đi, giờ nó lớn thì nó đi xe đạp được, thì giờ con bé này, đưa con bé. Đại khái là cứ thay ấy để chăm có con thôi mà. Thật ra cái việc mà, à quên hỏi thăm một chút, cái tình trạng sức khỏe của em nó có sa sút lắm không? Em đi là đi vững vàng đúng không? Em nói chung là sức khỏe của em thì nó chỉ bị tai nạn, nó chỉ bị yếu cái tay thôi. Yếu một cái tay thôi đúng không? Yếu tay trái thôi. Rồi anh hỏi thêm một món nữa, là cái món vợ chồng ấy em có còn duy trì được không? Có làm có khá không? Cái việc sinh hoạt ạ? Nói chung là cũng hơi yếu. Rồi, đấy. Mình cứ nói thật thế này đi, đàn ông có mấy thứ để mà mình gọi là tạm tự hào. Thứ nhất là tiền bạc. Thứ hai là... gọi là bác Đoàn ạ, bác Đoàn đây. Thiếu, bác Đoàn ạ. Vợ em thì nói thật là vợ em nó cũng yếu mà, nó bé còi. Vợ bé còi còi hả em? Vâng. Ai bé còi còi? Vợ em ấy. Vợ em rồi. Phụ nữ là... bé còi thì là ghê lắm đấy, chứ không phải là vừa đâu. Đừng có nhìn cái bé còi còi. Gà di là gà mắn đẻ mà. Nó bắn em, nó tần búa em. Cô đi bảo. Rồi đây anh đang nói trong hoàn cảnh của em này, một người đàn ông ở tuổi 40, nếu thông thường, đây là đỉnh cao của sự rực rỡ ở đàn ông. Vâng. Cũng là cái lúc mà đỉnh cao rồi sau 40 trở đi sẽ xuống dần. Về địa vị xã hội người ta cũng sẽ đạt được cái điều A, điều B gì đó. Tài chính kinh tế cũng là lúc vững vàng nhất, con cái cũng đã bắt đầu trưởng thành dần dần. Và kể cả trong lĩnh vực tình dục vợ chồng thì cũng là lúc mà đàn ông ở trên đỉnh cao nhất. Thì mình ngẫm lại, mình kiểm điểm là đúng là mình cũng không may. Đúng là mình không muốn thế nhưng không may. Tài chính bây giờ mình không phải là làm chủ. Sức khỏe thì không phải là khỏe. Chuyện chăn gối cũng chẳng phải là siêu sao gì. Đúng không? Thế thì thôi mình cũng phải biết mình biết người. Trong gia đình cũng thế. Còn nếu chẳng may mà cô ấy có lúc nào đó, một mặt thì là do mình cứ tự mặc cảm, chưa chắc cô đã khinh, nhưng mà cũng có... Vâng. Nhưng mà nếu chẳng may thực sự người ta sống chung với một người đàn ông, mình thấy ngày một nó sa sút về nhiều thứ, mà người ta có ngao ngán, người ta có chán, có một chút nào đó người ta... thiếu đi, bớt đi cái sự tôn trọng thì mình phải chấp nhận trong hoàn cảnh của mình. Mình không thể đòi hỏi người ta được nữa. Bây giờ lại còn là cô đi làm kiếm tiền và thực ra 20 triệu cô để lo cho cả gia đình đấy. Đáng lẽ cái việc ấy là mình phải san sẻ đúng không? Một là đàn ông phải trụ cột, nếu không trụ cột thì cũng phải san sẻ cùng vợ như hiện nay một mình cô ấy. Cáng đáng để lấy tiền cho con hai con ăn học và lo cuộc sống gia đình. Thì ở trong đó mình cũng phải... ít nhất có một thái độ biết ơn. Mình không làm được thì mình phải, người ta nói là vụng trẻ kháo trống. Em phải là cái người đêm đêm hay là lúc mình vợ chồng gần gũi cũng nói với cô nhau. Rất là cảm ơn em vất vả quá. Thật ra đúng là không may mắn. Giá như mà anh là người lành lặn khỏe mạnh thì em đâu đến nỗi khổ thế này.
anh cũng chỉ ước giá được thế này giá thế kia để cho em chỉ đi làm hành chính xong còn lại về dành thời gian nghỉ ngơi chăm con. Anh cũng muốn thế, nhưng mà hoàn cảnh của anh sức khỏe như thế, đôi lúc anh thương, đôi lúc anh cứ thấy áy náy, anh ân hận. Dù không được cái gì cũng được một cái sự ghi nhận. Em nói được câu ấy, cô thấy là anh ấy ghi ơn mình, ghi nhận công sức của mình, và cũng là một cái cách mà mình nhún nhường, đúng không? Và đồng thời cũng là một cách để nhắc nhở cô rằng là đừng có đối xử một cách quá đáng. Mối quan hệ vợ chồng đôi khi của chồng công vợ, của vợ công chồng, đừng có, gia đình nó không phải là một công ty cổ phần để mà ai đóng góp nhiều thì làm chủ tịch hội đồng quản trị, đúng không? Đôi khi người chồng không làm ra nhiều tiền, nhưng mà ứng xử tốt này, chăm sóc con cái tốt này, có thời gian để đối nội đối ngoại này, người vợ đi làm về thì tất cả những cái thứ mà cần làm ở nhà người chồng đã đỡ đi rồi. Thì cô cũng thấy là tuy anh không làm ra tiền, nhưng mà đấy, hai đứa con là một tay anh đưa đón về nhà cơm nước. Trước đây ông có biết nấu cơm đâu, bây giờ một tay ông làm tất cả, mắt lòng mắt dạ, đúng không? Em ơi, em phải là người, mình là người yếu thế đấy. Ít nhất mình hiện nay mình là trong người yếu thế. Mình là đừng đợi người khác, là phải mở lòng, mở lời. Mình cứ nói đi. Anh cảm thấy vợ chồng sống với nhau, đôi lúc anh cứ nghĩ anh tủi thân, hình như bây giờ không còn gì mà nói với nhau nữa em nhờ. Đấy, anh nhiều lúc anh chỉ muốn nói thế này, anh mong em nói câu thế kia. Em đi làm về, chỉ cần em hỏi một câu là bố nấu cơm chưa, anh cũng thấy vui rồi, anh sẵn sàng nấu cơm chỉ để được vợ hỏi một cái câu như thế. Mình phải đòi hỏi, mình phải nói, đúng không? Mình bây giờ mình không còn cái vũ khí nào, tiền không có, sức khỏe thì không, cái món kia cũng giặt dẹo, thôi thì lấy mồm miệng đỡ tay chân nhá, cố gắng lên một tí. Thế còn thì mình gây sự thì cái mối quan hệ vợ chồng ngày một nó xa ra. Mình gây sự thì bằng cách là mình phải bứt phá lên. Nếu như bây giờ nói rằng là không thì chịu được nữa rồi, bây giờ mình phải sẵn sàng, mình phải làm ra tiền để mình thay đổi vị thế của mình, thôi thì mình vào Nam, mình nhờ người bạn hay là có bà con cô bác đang làm giám đốc công ty gì hay xưởng gì đó, vào đấy làm cố vấn cho họ mỗi tháng vài ba chục triệu, gửi tiền cho vợ hỗ trợ nuôi con chẳng hạn. Lúc ấy nó sẽ có gang có thép. Còn nếu chưa cải thiện được cái thực tế cuộc sống thì phải biết mình biết người nhá, không đòi hỏi quá được. Rồi, bạn đã nghe rõ rồi chứ? Xin cảm ơn anh Đinh Đoàn. Em cảm ơn bác nhé. Thưa bác sĩ Hoàng Thúy Hải, chúng ta có thể thấy rằng là thu nhập của hai cặp vợ chồng này chênh lệch nhau quá nhiều. Chị có thấy bất hợp lý không ạ? Anh chồng thì được 2 triệu, 2 triệu rưỡi, cô vợ thì được 20 triệu, tức là 1 phần 10. Và qua câu chuyện này thì tôi thấy rằng là đồng chí này cũng chưa phải cố gắng hết sức để bù đắp những cái thu nhập chi tiêu cho cả gia đình. Vâng, tại vì anh ấy cũng có một cái thiệt thòi, tức là vì cái tay trái của anh ấy yếu. Vâng. Nhưng mà anh ấy vẫn có thể lao động được. Đúng rồi. Anh ấy vẫn làm được cơ khí, đúng không ạ? Dạ vâng. Bên cạnh đấy thì tôi tin là anh ấy cũng sẽ có nhiều những cái điều kiện khác để anh có thể cải thiện cái thu nhập của chính anh ấy. Đúng rồi. Tất nhiên tôi cũng không nói là anh ấy phải cố gắng để cũng đạt được thu nhập 10, 15, 20 triệu như là chị vợ. Nhưng mà ở đây ấy, tôi nghe qua câu chuyện của anh ý với anh Đoàn thì tôi lại có cảm giác là anh này cũng vẫn còn cái tư tưởng kiểu gia trưởng một chút, và cái tư tưởng là bắt vợ, là muốn vợ là phải phục tùng mình. Vâng. Rồi là phải mình vẫn là trụ cột ở cái nhà đấy, đấy mình vẫn là nóc nhà cơ. Tôi cảm giác là anh ấy lại vẫn muốn như thế. Thế nhưng mà hy vọng là anh ấy nghe những cái lời tâm sự của anh Đoàn thì một trong những cái điều cần cải thiện có thể đấy là cải thiện về kinh tế anh nhỉ? Đúng rồi ạ. Vâng, mạnh về gạo, bạo về tiền. Nếu như anh ấy thực sự mà không... Đấy, đã mồm miệng đã không có rồi, tiền cũng lại không có, cái gì cũng không, thế mà lại muốn là cái gì tôi cũng phải có thì thật là khó. Rồi. Anh Đinh Đoàn cũng vừa chia sẻ với chàng trai này là gia đình không phải là công ty cổ phần. Nhưng mà cái cổ phần nó thấp quá thì tiếng nói cũng bị eo hẹp đi, đúng không ạ? Thật ra thì tài chính là một mặt, nhưng cái đóng góp về công sức, về trách nhiệm, thậm chí cái sự vun vén. Thế nên bảo là của chồng cũng vợ là vậy. Chứ còn nếu mà bây giờ cả hai vợ chồng mà cứ đua nhau để xem là ai hơn ai thì trong cuộc sống nó mệt lắm. Có những người đàn ông là cái lúc này ông ấy kiếm được rất nhiều tiền, vênh vang với vợ, nhưng sau một đợt Covid thì ông ấy công ty ông phá sản, ông lại trở nên thất nghiệp, bà vợ lại ngồi nhà học được cái cách bán hàng online.
lại thu nhập mỗi tháng vài chục triệu. Ơ tự nhiên này chẳng lẽ là cứ có tiền lại nhảy lên lên làm nóc à? Nhà cứ thay nóc liên tục cũng mệt. Rất là cảm ơn hai anh chị. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa Sổ Tình Yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Thanh Hóa. Alo, Thanh Hóa đâu ạ? Em nghe ạ. Rồi, chào bạn. Bạn muốn chia sẻ điều gì với chương trình Cửa Sổ Tình Yêu của chúng tôi vậy? Dạ, anh ơi, em kết hôn năm nay là cũng 19 năm rồi. 19 năm? Dạ, rồi. Mà ý là ông chồng nhà em thì sống kiểu trai trưởng là lúc nào cũng lùa rượu vào rồi lùa đánh đập á. Em năm vừa rồi là năm ngoái á. Lại nói chung là từ 19 năm đến giờ thì em cũng đi tìm cách ly thân rất nhiều lần rồi. Nhưng mà cũng không được, rồi là cứ thương con rồi lại về. Nhưng mà năm ngoái với đợt tháng 10 là em đã gửi đơn ông ấy đánh, rồi em phải lên xã đi khâu vá, rồi công an cũng giải quyết á. Mà cũng không được, rồi em làm đơn xuống tòa. Rồi đến cái lúc mà em chuẩn bị ký để đi là ly đơn, ly dị đơn phương á. Rồi thì sau em lại thương con, em lại về, lại rút đơn về để cho ông nó có sự thay đổi. Nhưng mà từ Tết đến giờ thì ông nó vẫn không có sự thay đổi, là ông nó đã lùa đánh em từ Tết đến giờ là 3-4 lần rồi. Mà tối đến thì ông cứ lùa mẹ con chạy đi không được vào nhà. Nói câu trước câu sau thì ông nó cầm dao rồi cuốc tiếng ông lùa, ông lia, ông phát em nó chảy máu ra, rồi ông lấy đá ông đập vào đầu thôi. Rồi, thế à? Mà vâng, từ sáng đến giờ thì em cũng cứ đi, từ bữa giờ em cứ lang thang, em gọi cho chương trình để em nhờ tư vấn sớm nhưng mà không được. Sáng giờ em cứ lang thang, mẹ con cứ lang thang, chán không muốn về nhà anh ạ. Hôm nay là ngày nghỉ, ngày cuối tuần, thế mà cứ phải lang thang từ sáng giờ á, bởi vì bị đuổi à? Bị đánh em à? Thì em vâng, em thì em nhà em không có, em không có đi làm công ty mà em làm ruộng thôi. Vâng, thế em làm ba mẫu bãi á, mà từ ông nó cứ lùa ông đánh, rồi ông nó mà giờ em rất là chịu phục. Em nhờ chương trình tư vấn cho em là giờ mà ở thì ngày nào tối nào ông cứ rượu về ông lùa ông đánh mẹ con, ông không chịu ngủ. Ông ấy làm nghề gì vậy? Ông làm ruộng ở nhà thôi anh. Ông cũng làm ruộng, mình cũng làm ruộng, hai vợ chồng làm ruộng. Và 19 năm nay thì bạn đều bị hành hung như thế à? Bạo lực thế mà à? Nhà em thì lâu rồi thì được một tuần là yên tĩnh, còn không có cách một ngày là ông chửi chán rồi ông vác dao ông lùa thôi. Nhưng mà chỉ bình thường là có rượu thì là ông ấy mới làm thế đúng không? Còn không có rượu thì thôi đúng không? Thì lại ngoan. Rượu suốt anh ạ, à, nhưng từ giờ từ nhưng mà dạo này là không rượu cũng thế anh ạ, à, không nói chuyện được với nhau. Rồi, giờ, các con lớn chưa? Con nhà em thằng đầu thì 19 tuổi rồi, nó 6 tuổi ở nhà. Con đầu 19 tuổi rồi. Thế mà ông ấy đuổi cả ba mẹ con ra khỏi nhà. Trời, còn hai đứa nhỏ ở nhà là một đứa, một cháu là 14 với một cháu là 12. Bị bạo hành như thế nhưng mà vẫn đẻ được ba đứa đúng không? Trước là đỡ anh ạ, trước là chưa không phải dày như thế. Rồi, đã lần nào phải nhập viện sau vụ bạo hành chưa? Không có nhập viện mà lên trạm xá rồi là y tá họ phải khâu, rồi là công an họ giữ lại các cái áo vết, các cái áo mà máu ông nó đập á, ông lấy chân bàn ông đập. Ồ. Rồi phải khâu cơ. Tức vâng. Là rách ra cơ. Vâng, còn đến giờ thì vừa rồi thì ông lấy dao ông lìa thì máu chảy ra tay, rồi ông lấy đá ông đập vào đầu á, cứ vậy thôi. Ôi giời, rất là chia sẻ với bạn về cái cuộc sống gia đình như thế này. Đúng là cuộc sống cực kỳ bất hạnh đúng không anh Đinh Đoàn? Bây giờ thì anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé. Vâng ạ. Xin chào. Mình năm nay bao nhiêu tuổi em nhỉ? Dạ em 46 ạ. À 46, lấy chồng 19 năm và con lớn đã 19 tuổi, còn hai đứa bé nữa đúng không? Vâng. Và suốt 19 năm nay là mình là nạn nhân của bạo lực gia đình. Đã nhiều lần nhập viện, bị đánh đập, thậm chí công an xuống can thiệp đúng không? Và mình thì cứ nấn ná, mình không buông, bởi vì một là mình tin rằng ông sẽ thay đổi. Vì thề hứa với công an rồi đúng không? Một mặt thì mình lại thương con rằng là không muốn tan nát gia đình. Bây giờ tôi chỉ muốn nói thế này này. Người ta nói rằng là bản tính con người ấy nó khó thay đổi lắm. Uốn cây thì uốn từ lúc còn non. Mình có uốn nắn đứa trẻ thì cũng chỉ từ lúc 15, 16 đổ lại thôi. Còn một người đàn ông trưởng thành nhậu nhẹt, bê tha, thiếu trách nhiệm, vũ phu, nó ổn định rồi.
Nhất là một người đàn ông lại còn nghiện rượu nữa, mà rượu thì nó làm cho đầu óc ngày càng gì ạ, trì trệ. Thậm chí có những người nghiện rượu 15, 20 năm sau này thì gần như là người mình gọi là không làm chủ được trí tuệ nữa, sa sút về mặt trí tuệ. Hiện nay mà ông cứ đương nhiên cứ lôi đá ra đập đầu vợ con xong rồi thích là đuổi ra khỏi nhà chẳng cần nguyên cớ gì thì có lẽ còn có dấu hiệu rối nhiễu tâm lý tâm thần nữa ấy. Đấy là chưa kể bởi vì lạm dụng cái rượu nó cũng dẫn tới cái chuyện như thế, một người bình thường cũng còn như vậy. Thế thì đầu tiên là đừng hy vọng ông ấy thay đổi nữa. Mình còn chẳng dám vùng lên để mình thay đổi cuộc đời mình thì đừng nghĩ một người đàn ông như ông thay đổi, đúng không? Bây giờ mình nghĩ thế này đi. Mình cứ bảo mình thương con, rồi nếu ly hôn ly dị hay là thì là con mất bố. Mất bố ở đây mất cái gì? Mất đi một cái người mà suốt ngày lấy đá đập vào đầu, mất đi một ông mà lè nhà chửi con, tác động xấu đến con. Bố thì cần thiết thật, nhưng bố phải là tấm gương sáng ngời, bố là người chung tay với mẹ để mà kiếm tiền lo cho con ăn học tử tế. Bố là người phải răn dạy con những điều hay lẽ phải, chứ không phải bố là một con ngáo ộp, một con thú dữ ở trong gia đình. Tôi cứ nói thật như thế, đúng không? Cho nên bây giờ thì bạn phải gọi là nếu mình muốn vùng lên, mình muốn thay đổi phải thay đổi triệt để. Bạn có dám thế này, con 19 tuổi nó làm gì còn học không? Không ạ, cháu đi giúp việc của họ rồi ạ. Nó đi đâu? Anh đi ở nhà đang đi làm cho con nhà chị gái em ạ. Nó đi ở làm để nó tự kiếm ăn được rồi đúng không? Nó có khá không, con trai con gái? Con trai ạ. Con trai. Thôi rồi, đời dạy nó rồi cô nó, à dì đúng không? Giúp việc cho dì, để trước hết là có cuộc sống, hai nữa là cũng dần dần nó có cái tí vốn, tí liếng rồi sau này con đi học nghề, độ ngoài 20, sức khỏe nó rắn giỏi thì hướng cho con nó đi làm công ty, làm công nhân, để nó có những cơ quan đoàn thể, rồi nó được tiếp xúc với các bạn bè để nó mở mang hiểu biết chứ. Con trai 19 tuổi mà cứ làm luẩn quẩn cho dì rồi, cơm thì không đói nhưng mà rồi nó luẩn quẩn, nó không sáng sủa cái đầu óc nó. Đấy là một cái đứa lớn. Còn hai đứa kia học lớp mấy? Một cháu học lớp 8 với một cháu học lớp 6 á. 8 với 6 đúng không? Dạ. Có dám dắt con ra đi, ra thành phố chẳng hạn? Từ hôm bây giờ em cũng đang nghĩ là cái vấn đề đó em muốn. 20 năm nay mà từ hôm ấy đến giờ mới nghĩ, tôi nghĩ rằng là nó đã hơi muộn rồi đấy. Người khác người ta nghĩ rằng mỗi con người có một cuộc đời, mà 20 năm đẹp nhất của cuộc đời của mình lấy ông từ lúc 20, bây giờ mình 40 thì nước mắt chan cơm, những trận đòn nhiều hơn những niềm vui, thế mà vẫn cứ cam chịu định đợi đến 60 rồi mới rút áo ra đi à? Lúc này còn khỏe, mình với 40 hay bốn mấy, mình có đi làm thuê ở đâu đó, đi làm công ty ở đâu đó, mình thuê nhà cho con. Rất nhiều người phụ nữ, kể cả là người ta khó khăn gồng gánh con từ các miền quê ra thành phố, ban ngày các con đi học, thuê một cái nhà trọ nho nhỏ, mình thì ban ngày đi làm, mỗi tháng được 5-7 triệu, 10 triệu, ngoài ra buổi tối thì bán thêm cái xôi, cái bánh mì, tôi không nói cụ thể, nhưng mà chỉ có như thế mình bứt phá lên được thì mình mới là cái chỗ dựa cho con, rồi đời con của mình nó mới không chìm đắm ở trong cái chuyện là sống trong một cạnh một cái ông ngáo ộp suốt ngày bị dọa lấy đá đập đầu nhá. Cho nên là mình đang sống cực quá. Thế và cái việc mình thoát thân như thế, một là nó đảm bảo an toàn cho mình sống với cái ông này, mà tôi tin rằng là một ngày nào đó mà mình lại ngủ say ngủ mê, mình ngủ quá sâu mình không biết, mà ông ấy lên cơn điên, ông ấy lấy cái gậy, cái gộc, cái đòn gánh cho ông ấy phang mình một cái vào chỗ hiểm. Đó. Thì mình thiệt thân. Không biết là với cái trường hợp này thì rất đáng phải lên án, đúng không bác sĩ Hoàng Thúy Hải? Rồi. Tôi cũng rất mong là qua câu chuyện mà anh Đoàn chia sẻ, cũng như là những lời tư vấn của anh Đoàn với bạn, thì bạn sẽ nhanh chóng tìm ra được cái phương án tốt nhất cho con mình. Chứ còn bây giờ bạn đã 46 tuổi rồi, không còn mấy thời gian nữa để cho bạn chần chừ, để cho bạn tính thế này, tính thế kia nữa đâu ạ. Rồi, quyết tâm nhé. Chào bạn, cảm ơn hai chuyên gia. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại khác. Cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Nghệ An. Alo, xin chào một khán giả gọi đến từ Nghệ An. Alo, ạ. Vâng, chào bạn. Cho em mới gặp lại nhà tâm lý Bình Đoàn ạ. Bạn trình bày câu hỏi đi, các chuyên gia của chúng tôi đang ngồi trong phòng thu và nghe đây. Dạ, em là cũng có cái trường hợp là em cũng nghi ngờ là vợ em, vì là bố em là có tình cảm bất tín, cho nên là em là thấy là từ cái bữa đến giờ là thấy ông
thấy bố nhà em là nói những cái thái độ khá khác thường mà à lên nó nói là cái thời ra đây mà con gái mà đi cặp bồ là cùng là không bỏ rồi. Em thấy cái thái độ cũng khác gì vợ em thì là nấu cơm đó mà ông cứ đi bên ông cứ ca bên ạ. Năm nay bao nhiêu tuổi nhỉ? Đấy là ông là đi mà đi ra thân bóng là vẫn thấy vợ em là nhìn ông cười, hai anh là cứ liếc mắt nhau. Bạn bị nói lắp à? Dạ. Bình tĩnh thôi, nói chậm rãi thì chúng tôi mới hiểu câu chuyện. Tóm lại bạn nghi ngờ bố đẻ của mình có quan hệ không rõ ràng với vợ mình. Dạ. Năm nay bao nhiêu tuổi và vợ bao nhiêu tuổi? Vợ em thì là năm đi 35 tuổi mà là bố em thì năm nào đó thì năm là 89 mà. Ôi là em thì không phải là cái tính em thì em cũng thấy vợ em là thân nữ nữa rồi là em cũng ghét này rồi là cái đợt vừa rồi là năm ngoái đây là bố em đi lên rồi là bố em mới đọc em một cái là em thử là xuống dưới là bố em mới quan tâm đến vợ em một cái là thấy như kiểu là thấy có một người quan tâm cho nên là em quan em tâm thì bố chồng quan tâm đến con dâu thì cũng là cái chuyện bình thường, nhưng mà cái bạn nghi ngờ nhất là gì, cụ thể hơn được không? Là cái em nghi ngờ nhất là có những cái là vợ em thì là nấu ăn đó mà ông cứ quay ông cứ cả một đến nó cú ạ, nhưng vậy ông cứ đi quay được ông cả. Thực sự bạn nói lắm, chúng tôi rất là khó nghe. Tức là bạn vợ bạn đang nấu ăn thì bố đẻ của bạn cứ sán vào đúng không? Dạ không vậy ấy. Tháng nào khi mua mà nấu ăn là em đi ở đó, nhưng mà có những khi là có những cái trường hợp gì này là ở nhà là cùng là có con to rồi, là hồi nữa là cùng có một bé ở nhà đó, là họ là một tí nữa là cùng là to rồi thì họ thì con bé mới hăn lai xuống mà là vợ em. Ôi rồi tôi cũng thực sự là bạn trình bày rất là khó hiểu. Con bố em thì đi qua đi lại với em ra ngoài là như kiểu là đi qua đi lại để mình nhìn em có là có đi không để mà làm chuyện gì. Em vừa vẫn theo dõi những cái trường hợp này em thấy khác. Rồi giọng thì Nghệ An lại còn nói lắp rất khó nghe, nhưng mà tựu chung lại thì là bạn đang nghi ngờ bố đẻ của mình có quan hệ ngoài luồng với vợ của mình đúng không? Ừ. Mẹ của bạn còn không? Có, mẹ của em mà lại cũng phải là có những cái khi là làm mẹ em đi coi hay làm mẹ em thì mẹ em không biết được cũng quan tâm đến được, cho nên em nghi đó mà em đang còn rình vì là không phải là có những cái cách dự trị nữa thôi mà ví dụ đi ra thân bóng nè, hai người vẫn gì rồi bạn kể hai lần ra sân bóng rồi, tóm lại là nhà bạn có mấy anh em? Nhà của em là có ba anh em ạ. Rồi bạn là con trưởng à? Không em hai. Có đúng là con trưởng không? Không ạ, em là con thứ hai ạ. Rồi thế và bạn đang ở cùng với bố mẹ của mình? Không em ở riêng thôi. Nó là ví dụ có khi mà có cái công việc gì đây là em là vợ em đi xuống dây để mà nấu ăn. Rồi. Cho nên là ông. Thế bạn đã bao giờ chia sẻ với vợ mình chưa? Đã bao giờ hỏi vợ mình về cái chuyện này chưa? Em hỏi rồi, nhưng mà vợ em thì nói không vậy. Vợ em thì nói là không có gì cả. Bạn ở nông thôn hay thành phố? Em đều ở nông thôn. À, rồi anh Minh Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé. Dạ. Rồi chào em trai. Dạ. Mình nói thật là thế này này, em nói rất là khó nghe, nhưng mà cũng nghe bập bõm giữa câu chuyện giữa em với anh Thành Văn, thì anh cứ tóm tắt những cái ý như thế thôi, và anh sẽ chia sẻ với em theo những cái điều anh cảm nhận. Cái điều thứ nhất, anh muốn nói rằng là rất nhiều gia đình, cả bố chồng lẫn mẹ chồng đều quý cô con dâu. Nếu như nhà mình có thằng con trai, nó lại cũng không được sáng giá lắm, mà cô con dâu lại rất giỏi giang, đảm đang, tử tế, tốt nết, thì bố mẹ chồng rất quý. Bởi vì có thế nó mới chịu làm dâu nhà mình, thằng con trai nhà mình không đã ABC như thế. Không phải anh ấy thì là em đi cùng là tôi sinh ra là có cái bình là nó lắp thôi. Nhưng mà em vẫn
là làm đúng rồi chị, em nói lắp chứ còn em vẫn khỏe mạnh, em vẫn đi làm, em vẫn kiếm tiền đúng không, mình không phải khuyết tật, anh hiểu rồi. Thì đấy vẫn nói là việc đầu tiên là cái việc mà nếu như bố mẹ mà có quan tâm đến con dâu thì đừng có nghi ngờ rằng ông ấy thích con vợ mình. Đấy là việc thứ nhất. Việc thứ hai, nếu như mà vợ em có cái tính máu me ấy, có cái tính thích trai gái ấy, thì cô đi làm công ty, cô ấy thiếu gì trai đẹp mà để phải cặp với cái ông, với cái ông mà hôm qua vừa ngủ với chồng xong sau là ông bố chồng, đúng không? Cô không, tôi anh tin là không đến nỗi nó tệ đến như thế. Cô có nhiều cơ hội khác để mà giải quyết, nếu như thật sự cô là cái người nó quá khát khao thèm muốn thì người ta cũng thèm muốn cho nó tử tế chứ không phải thèm muốn cái ông già ấy. Còn cái việc mà bố có thể là vợ em nấu nướng rồi bố cứ luẩn quẩn loanh quanh, hai người trò chuyện, hai người ta hợp chuyện với nhau, bao giờ em thấy thế này này, khoác tay nhau đèo nhau lên trên huyện xong đấy chui vào nhà nghỉ. Chính mắt em nhìn thấy từ trong nhà nghỉ ra, nhưng mà nhìn thì cũng chưa chắc đã, họ vào đi chơi chứ họ không làm gì sao, đúng không? Hoặc là ở nhà thôi, một ngày nào đó đi làm về thấy chốt cửa, gõ mãi cửa mới ra, bên trong với bố em với cô vợ chui ra, ví dụ như thế. Hoặc là có những cái dấu hiệu mà nó thật sự đặc trùng đặc hiệu để chứng tỏ rằng hai người không, có ngoại tình. Vậy anh có những cái trường hợp là ông nhà em vứt kìa cho em, đáng lẽ ông nhà em là phải khuyên em gì thế này, là ví dụ là con cố gắng mà làm hay là cái gì đó, là cùng được khuyến vợ là ví dụ vợ mà làm sai thì là vợ cũng phải thừa tội. Khi đây ông nhà em để nói một câu là dạy con gái này thiếu thì mà hắn đi tập bộ cùng có bao nhiêu mọi người, ví dụ anh nói là bố là nói cái câu sai rồi đúng không ạ? Anh hiểu rồi, em đang nói rằng là bố em bất công, đáng lẽ cũng phải bênh em, nếu xảy ra lỗi lầm thì em thì bị mắng, còn vợ em thì lại được bố bênh, đúng không? Tất cả những cái cộng trừ nhân chia, những cái dấu hiệu em đưa ra nó chưa đủ để kết luận. Mà em bây giờ em nói với bố em nghi ngờ, thật sự ra nếu như là chuyện nó không có gì mà bố sẽ vô cùng sốc, không ngờ thằng con trai của mình nó lại nghi ngờ mình một cái việc tẩy đình như thế. Đấy. Hoặc là em mà lại nói với mẹ em rằng là hình như bố với lại vợ con là có quan hệ với nhau, thì mẹ em có thể cũng không làm chủ được cảm xúc, lại ầm ĩ bù lu bù loa khắp làng khắp xóm. Đang nói rằng tất cả những cái dấu hiệu như là quan tâm đến vợ em này, hay bênh vợ em này, vợ em nấu ăn thì cứ luẩn quẩn quanh vợ em này, không đủ để khẳng định rằng bố chồng với con dâu có chuyện không hay, đúng không? Và chính vì chưa đủ khẳng định thì cũng đừng chia sẻ với ai vội. Mình nói không đâu vào đâu, ngộ nhỡ rồi ông cụ cả nghĩ, rồi chuyện bé xé ra to, rồi ầm ĩ lên mọi người, để mà mình sống ở nông thôn ấy mà, chuyện không hay nó đồn xa lắm. Rồi em cũng chẳng sung sướng gì, mà vợ em thì xấu hổ, bố em thì nhục nhã, là rồi hỏng cả một gia đình đấy nhá. Thế thì bây giờ một là rung cây dọa khỉ, trong lúc vợ chồng ôm ấp nằm với nhau, mình cứ trêu vợ đi, này bớ vẩn với ông cụ nhà tớ là tớ bắt được là chết đấy, đừng có thế nọ thế kia. Cái lúc mà đang tay trong tay ôm ấp ấy, chồng thế này mà còn đòi hỏi gì nữa. Mình cứ rung thôi. Nếu như người ta có tật, người ta giật mình, người ta có thể dừng lại. Nếu như chẳng may, người ta mới có đang ở cái giai đoạn hơi thích thích nhau, mà bây giờ mình lại biết mình gọi là rung gây dọa khí mà, đúng không? Người ta dừng lại thì đấy là cảnh báo từ xa, ngăn ngừa một vụ việc đáng tiếc từ xa. Thế còn nếu không thì em phải để mắt. Nói thật là... Em ơi, đấy, thứ nhất là mình rung dây dọa khỉ, nói với vợ thôi, nói với giọng tếu táo vui vui, nhưng mà cũng là cảnh báo. Việc thứ hai là em cũng để ý quan tâm một chút, để mình có thể biết đâu mình có được cái chứng cứ nào đó nó rõ ràng hơn, như bữa nay anh nói ấy, xem là có chốt cửa rồi có đi ngủ với nhau này, thấy ở đầu giường của vợ này có cả cái quần lót của ông cụ chẳng hạn, ví dụ như thế. Tức là ít nhất cái gì đấy nó phải đáng để người ta nghi ngờ chứ, còn ông cụ đứng cạnh nhà thì chật có một cái bếp mà ông cụ thì thích nói chuyện, vợ thì vừa xào thịt vừa nói chuyện vui, mà ông thì là người hóng chuyện thì chả đứng cạnh vợ thì đứng ở đâu nhá. Thế thì chỉ có hai việc em có thể làm, đó là một, nói vui rung cây dọa khỉ với vợ. Thứ hai là để mắt một chút, xem có cái dấu hiệu gì đặc biệt nghiêm trọng không thì mình mới can thiệp, còn không thì thôi. Chớ để những cái cảm giác cứ nghi ngờ không đâu vào đâu đó, nó làm cho mình rồi đến lúc mà em không thể nói lắp được nữa, mà có khi còn còn
còn cứng họng nó không nói được, bởi vì cảm xúc ở trong lòng nó bực tức mà. Dạ. Một con người mà không thì... minh mẫn bên trong lòng có những cái bực bội ấy, đã nói lắp thì càng nói lắp hơn nhá. Dạ. Rồi, rất là cảm ơn anh Đinh Đoàn, xin chào bạn nhá. Dạ. Rồi, qua cái câu chuyện này tôi thấy là chàng trai này cũng có vấn đề, đúng không ạ? Bác sĩ Hoàng Thị Hải. Anh nói là vấn đề gì ạ? Về mặt tâm lý về ạ? Về mặt tâm lý. Vâng. Có thể là có thể là bị hoang tưởng gì chăng? Tôi thì tôi nghĩ thế này này. Một người nhạy cảm. Vâng. Thế mà đúng là cũng có một... Thực ra là chúng ta chưa nghe được hết. Bạn cũng chưa giải bày hết. Bởi vì thực ra chúng ta cũng không thể hiểu là bạn đi trình bày cụ thể ra làm sao. Vì cái cách bạn chia sẻ nó khó quá. Vâng. Thế thì chắc là một người thấy đúng, một ông bố thì hơn một tí thì bênh vợ mình rồi, vợ thì cứ luẩn quẩn quanh vợ rồi, có khi là còn khen, có lỗi thì lại còn cứ bênh, là thì nổi máu ghen đấy. Dạ vâng, và bây cả có thể là cũng qua tìm hiểu báo chí thì cũng thấy có trường hợp nọ, trường hợp kia, xong là áp vào nhà mình. Vâng, thấy bố vợ, bố mình thì lại thân thiết với vợ mình thế. Trong thực tế cuộc sống hoặc ngoài xã hội thì chuyện đấy nó cũng có xảy ra, tuy nó không phổ biến. Đúng rồi. Nhưng đây đó nó cũng có cái chuyện bố chồng con dâu rồi thậm chí là mẹ vợ con rể cũng có, nhưng nó hiếm hơn một chút nữa. Vâng. Ở đời cái gì nó cũng có nhưng mà nó phải sang đáng. Vâng. Thế thì... Chứ mà tôi thấy là cậu chàng kể 3 lần, 4 lần cái sân bóng, tôi chỉ mỗi thấy sân bóng là vợ ra sân bóng rồi bố chồng đi theo hay sao. Như vậy. Thực ra trong trường hợp sợ này là ra hẹn hò ở sân bóng vì ở quê nó chỉ có cái sân bóng là rộng là nhất. Vắng đúng không ạ, vắng ở đấy trồng chuối, thế rồi là có mấy cây phi lao, có hàng cây gì đấy và nhấm nháy nhau ra sân bóng, ở đấy có cái bờ mương, có cái vạt cỏ là sợ chắc ra đấy ngồi tình tứ. Thực ra trong trường hợp này nó chỉ là một câu chuyện mà khán thính giả chia sẻ với cả chuyên gia mình thôi, nhưng nó là một cái vấn đề rất là cảnh báo đối với gia đình này. Vâng. Nếu như anh ta không được giải tỏa, anh ta không được làm rõ, hoặc là anh ta không làm sáng tỏ những cái nghi ngờ của anh ta, và cái như anh Đoàn nói, tức là những cái nghi ngờ nó cứ ngày một dồn nén, ngày một cộng thêm, chẳng thấy trừ, toàn cộng thôi, thì đến một lúc nào đấy nó sẽ bung ra. Vâng. Và không phải chỉ sang chấn vợ anh ấy mà cả gia đình nhà anh ấy nữa. Án mạng nữa chứ. Vâng, không phải bố anh ấy, mẹ anh ấy, rồi vợ, rồi con, tức là rất nhiều người sẽ bị hệ lụy bởi những cái nghi ngờ của anh ấy. Vâng. Nếu thực sự là vấn đề mà nó có thật ý, thì cũng là vấn đề rất là đáng báo động. Nhưng nếu vấn đề mà nó không phải không là có thật, thật chỉ là hơn, những cái không? Ám ảnh của anh ấy, thì là những cái mà sang chấn về mặt tâm lý, thì đấy là những vấn đề ảnh hưởng tới sức khỏe cũng như là tới gia đình nhà anh ấy rất cả nhiều. Cả gia đình luôn, cả bố mẹ và cả con cái. Những cái vấn đề mà liên quan đến nghi ngờ giữa các thành viên trong gia đình là một vấn đề nó nghiêm trọng. Vâng. Tôi nghĩ rằng là đừng ai cố gắng ngồi rình, ngồi chờ để bắt quả tang hay là có được cái việc nó hai năm rõ mười. Nghi ngờ gì nói luôn. Vâng. Nên luôn luôn là ngăn ngừa từ xa, đúng phòng rồi. Bệnh từ xa tốt hơn. Chứ nhiều người mà cứ đợi xong rồi hôm nào đấy là tóm được quả tang bố mình đấy. Với vợ mình chẳng hạn, lúc ấy có tóm được rồi thì không hàn gắn được nữa đâu. Và như anh chàng này có nói thì là anh ở riêng, có ở cùng chung bố mẹ lâu chàng lâu đó. Thế thì với hẹn nhau ở ngoài bãi bóng đấy. Rất cảm ơn anh Đoàn và chị Hải. Và bây giờ thì không để khán giả ở Hưng Yên chờ lâu nữa, xin chào một khán giả gọi đến từ Hưng Yên đâu ạ? Tất cả các anh chị trong chương trình Cửa Sổ Tình Yêu ạ. Dạ vâng ạ. Dạ, em ở Hưng Yên, năm nay thì em 41 tuổi. Vâng. Thì em mới có một cô con gái đầu lòng, thì cháu như này, lúc mà tầm 13 tháng tuổi ấy. Vâng. Thì là cháu nhà tôi là nó có bị ra chảy máu âm đạo, với cái ti của cháu ấy thì nó hơi gọi là cứng. Vâng. Thế là em mới đưa đi khám và điều trị. Vâng. Và người ta khám thì bảo là không có vấn đề gì xảy ra, nhưng mà khi đến tầm 17 tháng tuổi nữa thì là em đưa đi khám thì người ta mới cho chụp chiếu rồi siêu âm các kiểu, thì người ta kết luận là hormone tăng trưởng nữ cao. À. Thì em thấy là con em nó nhỏ quá, mà bây giờ cái hormone tăng trưởng cao như vậy thì không biết là nó có ảnh hưởng gì đến cái tình trạng của con gái anh em được không ạ? Thì em muốn là các chuyên gia tư vấn dùng cho em cái ạ. Rồi, bây giờ cháu bao nhiêu tháng tuổi rồi ạ? Dạ, cháu nhà em là 18 tháng ạ. Bạn đi khám ở đâu? Em đưa ra ngoài Bệnh viện Nhi Trung ương ạ. À, rồi, sau về thì bác sĩ có cho phương cách điều trị gì không? Về thì bác sĩ bảo là bây giờ là chỉ cho là
tiêm thuốc ở ngoài bệnh viện nhi, bảo là cứ mỗi một tháng là phải ra tiêm cho cháu một lần. Và cái này là nó phải điều trị dài hạn từ đến 8 tuổi hoặc là 10 tuổi thì khi mà để cho cái dậy thì của trẻ nhỏ bình thường những cái bình thường khoảng 8-12 tuổi đúng không, thì chờ để cho con chậm đến lúc đó. Rồi thế là điều trị được mấy tháng rồi? Mới tiêm được hôm qua anh ạ. Bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ xem cái bệnh lý này thì cần phải điều trị như thế nào và cái lộ trình điều trị ra sao nhá. Xin vâng, chào anh. Em chào chị Hải. Vâng, lo lắm nhỉ. Em 41 tuổi đi có gái đầu ấy. Vâng, thế mà cháu lại xuất hiện những cái biểu hiện mà nó lại liên quan tới nội tiết như thế này thì đúng là rất là lo, đúng không? Nhưng mà mình đã đi khám ở Bệnh viện Nhi Trung ương thì tôi nghĩ là yên tâm rồi, bởi vì đấy là tuyến cao nhất của khu vực phía Bắc này đối với các cái bệnh lý liên quan tới nhi khoa ấy. Thế chắc là con có một cái trục trặc gì đấy về hoạt động của cơ quan sinh dục, hoặc là có một số các cái cơ quan ngoài cơ quan sinh dục, ví dụ như là tuyến yên hay là tuyến giáp, thì nó cũng có thể ảnh hưởng tới cái biểu hiện như là của con như vậy. Thế và đương nhiên là mình phải rất kiên trì, vì bạn ở cũng may ở Hưng Yên thì cũng không phải là xa lắm, nhưng mà đúng là nếu mà có xa nữa thì cũng vẫn phải đưa con đến để điều trị, bởi vì nếu không điều trị thì cái nội tiết của con nó bị rối loạn ngay từ lúc nhỏ như thế này thì nó sẽ ảnh hưởng tới sự phát triển của con ngay từ bây giờ cho tới khi mà con trưởng thành đấy. Chính vì thế là thôi cứ chịu khó hàng tháng thì đưa con tới khám đúng theo chỉ định của bác sĩ nhé. Và tiêm thuốc như vậy, bởi vì không phải vấn đề chỉ là tiêm thuốc đâu, mà vấn đề là mỗi một lần tới khám thì người ta sẽ kiểm tra lại cho con. Người ta sẽ đánh giá xem là cái kết quả điều trị như thế nào, đánh giá xem tiến triển bệnh tình của con ra làm sao. Thế và người ta sẽ điều chỉnh theo những cái kết quả đấy. Chính vì thế mà mình mới cần phải đưa con ra khám, chứ không phải là chỉ là vấn đề tiêm thuốc đâu nhá. Thế và thôi cứ yên tâm là con cứ ra đấy thì mình yên tâm được rồi. Dạ thì chị ạ, các bạn là vì là lốt cháu nó còn nhỏ quá ấy. Thế thì em mới lo. Thế là khi đấy em ra thì em cho nó chụp siêu âm về tuyến yên của nó bình thường. Lo là người ta chụp cả CT gây mê lão vì con trẻ nhỏ, vì là nó cứ quậy ấy. Em chụp cả cái đó thì là tất cả thì nó cũng thì là bình thường, mỗi cái là cái hóc môn tăng trưởng nó cao lên, em hơi lo lắng ấy chị ạ. Thì có thể là hoạt động của cơ quan sinh dục của nó trục trặc ở chỗ đấy, cho nên là nó cũng có thể bị như vậy. Nhưng mà thôi, cứ tôi đã nói rồi, mình cứ ra đến Bệnh viện Nhi Trung ương là mình có thể yên tâm rồi. Thôi gia đình cứ yên tâm để cho con điều trị theo đúng cái phác đồ điều trị của bệnh viện nhé. Bạn đã nghe rõ những lời chia sẻ. Cảm ơn chị ạ. Rồi, của bác sĩ Hoàng Thúy Hải thì xin chào bạn nhé. Cảm ơn chị Hoàng Thúy Hải. Quý vị khán giả và các bạn thân mến, thời lượng dành cho chương trình Cửa Sổ Tình Yêu của chúng ta ngày hôm nay đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị thính giả ở các chương trình sau. Các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh trực tiếp Cửa Sổ Tình Yêu. Khi gửi câu hỏi cho chúng tôi qua số điện thoại 02438262625 vào tất cả các ngày trong tuần, các bạn sẽ được đội ngũ chuyên gia của chúng tôi gọi lại và tư vấn miễn phí. Xin nhắc lại số điện thoại duy nhất của chương trình 02438262625. Chúng tôi đang chờ bạn.